Nhiệt tình đó chị, trời ơi cái đồng maxi đang mang đẹp quá mấy cháu ơi, mẫu này hú hồn luôn đó chị, mang xinh xỉu luôn á, đồng maxi đang mang đẹp lắm luôn mọi người, xuất sắc siêu phẩm này luôn mấy chị, vào xe like tương tác cho em nha mấy chị ha. Maxi đang mang giá mềm lắm luôn, có 119.000 thôi mọi người ơi. Chị vào Sala tương tác nhiệt tình giùm em nha mọi người ha. Trời ơi đang mưa mấy chị, mưa lớn lắm luôn á. Cái bộ màu xanh để cho Thảo Hiền rồi. Đầm năm em 120.000 mấy chị, hồng vàng hai màu đẹp lắm luôn. Đơn còn không, đơn Nga Nguyễn hả? Nga Nguyễn hôm qua đơn 1 rồi ta. Đơn 1 hôm qua còn á chị, lựa thêm đi chứ hôm nay chị không lựa nữa, là chiều em xả đơn ra. Rồi lên đầm đang mang giùm em mấy chị hai màu không đẹp không lấy tiền luôn. Lấy cái đầm hồng trên cây cho chị đi khỏi tháo mà. Đầm vàng đang mang 120.000 giùm em mấy chị, dặn đầm maxi đi biển nha mọi người. Không đẹp là em nghe không lấy tiền mấy chị luôn, em mất tuyệt luôn á. Cái đầm đang mang nó rất là đẹp luôn mọi người ơi, xinh xỉu luôn nè. Hai màu nha mấy chị nha. Em có màu vàng và màu hồng mấy chị, đặc biệt đó là có mút ngực mấy chị. Đầm này có mút ngực nè, phía sau nhún nè. Nên là nó sẽ co giãn theo người được cho mọi người ha. Đầm đi biển bữa nay shop bán rất là chạy luôn. Tại vì mùa này á là mấy chị mang đi biển á, đi biển là nhiều lắm. Áo tầng 75 hôm bữa đâu có đâu chị. Trời ơi, chị mua hàng chị mua có một cái à. Mà áo đó cả 3-4 ngày rồi chị vô chợ đơn một của chị còn không thì em lấy đâu ra chị. Đơn một không đủ đơn thì em mới xả ra em bán cho người khác chứ em cứ chờ đợi chị đâu được. Rồi đầm hồng đầm vàng giùm em 120.000 mấy chị, số lượng cực kỳ ít nha mọi người. Số lượng cực kỳ ít luôn mấy chị, 120.000 một cái mã đầm đang mang thôi. Hai màu nha, cực kỳ dễ thương luôn, có mút ngực sẵn nè. Đó, chị nào mà đã có ngực rồi á, chị nào đã có ngực rồi thì mấy chị không cần mang áo ngực nữa mấy chị nha. Giá chỉ có 120.000, 119.000 một đầm thôi. Rất là dễ thương luôn và đặc biệt là hai lớp cho mấy chị nha. Đầm đặc biệt là hai lớp giùm em nha mọi người ơi. Màu vàng và màu hồng hai màu. Mà cái bông nó rất là trẻ trung mấy chị. Bông nó không già đâu mấy chị yên tâm nha. Cái bông này họ nó rất là trẻ trung cho mấy chị luôn. 120.000 một đồng mấy chị ơi, maxi. Mùa này đi biển đi du lịch rất là nhiều luôn. Rồi, hồng vàng 119.000. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt liền giùm em nha mấy chị ha. Không đẹp là em nghi không lấy tiền mấy chị luôn á. Nói thật luôn á mấy chứ. 119.000 một đầm giùm em thôi. Quá xinh luôn mấy chị, dễ thương lắm luôn. 40 cho đến 55-56kg luôn mấy chị, trở lại mấy chị men vừa giùm em luôn nha. Dễ thương lắm. Trời ơi, cái này 45kg chị mang vừa luôn. Tại vì phía sau á nhún chị, nên là 40kg mấy chị cũng có thể mang giùm em ngay luôn nha. Đó, 40 đến 56-57 cân mấy chị đều mang được. Tại vì phía sau là hàng nhún,
nó sẽ co giãn theo người mấy chị ha, em nhỏ eo to nghĩa nó sẽ co giãn và ôm theo người nè. Màu hồng màu vàng hai màu giùm em mà nó đẹp xuất sắc luôn, 119.000 một cái đầm maxi mấy chị, đi biển thôi là giá rất là hời luôn rồi mấy chị. Cái này là mẫu mới nha mọi người nha. Rồi một cái hồng luôn chị Nguyễn Linh nè. Nhiều khách vô giờ vô shop em hỏi đầm đi maxi, đầm đi biển rất là nhiều. Và bữa nay người ta mang mấy dạng này nhiều, bữa giờ em không có cái đầm hoa nào về hết. Chỉ có duy nhất bữa nay được cái mẫu đầm hoa này về thôi, em thấy xinh mấy chị. Mà hoa là hoa trẻ trung như thế này thì em mới lấy á. Chứ còn mà hoa già già thì em không có lấy đâu mọi người. Luôn nha mọi người nha, 40 đến 56 cân là mấy chị mang đẹp cho em luôn. Mẫu này xinh lắm, vừa dễ thương mấy chị, vừa trẻ trung mà cân nữa. Có 119.000 một cái đầm em như đang mang thôi. Không đẹp em như không lấy tiền mấy chị luôn á. Vừa rẻ vừa đẹp mọi người, chốt liền giùm em ha, dễ thương lắm luôn. Ở sau ốc phát mới về á chị, sau ốc phát là em như mới về á, đẹp lắm. Đầm đang mang phía sau của nó này mấy chị nhúng nè, phía trước là có mất ngực nè, nên là tình yêu nào cũng có thể mang được giùm em, nó sẽ co giãn. Dưới 56 cân quay đầu và từ 40 cân trở lên nha mấy chị nha, là mấy chị mang vừa cái đầm này, giá chỉ có 119.000 thôi, nó quá rẻ luôn. Rồi hai vàng luôn mấy chị Bích Nguyên, ok chị nè, khách ghé mấy chị tranh thủ ghé thì chút cho em chữ ghé nha mọi người. Hà Hương là mua hàng cảnh báo gọi chút đơn không nghe máy nè, trời ơi xỉu liền luôn á. Ai lấy vàng chút liền vàng giùm em nha mọi người ơi, rất là dễ thương luôn mấy chị, phía sau nhúng nha mọi người, nên là mấy chị mang rất là ok. 40kg mấy chị cũng có thể mang cái đầm này giùm em luôn nha mọi người nha. Màu vàng màu hồng hai màu giùm em đi mấy chị, rất là xinh luôn. Hôm nay áo khoác hàng shop rất là nhiều, áo khoác xịn về rất là nhiều luôn, để mấy chị mang đi du lịch đồ này kia. Áo khoác hôm nay về nhiều mẫu lắm, hàng xịn thôi mấy chị, hàng xịn tầm 100 mấy thôi. Khắp mặt vẫn ok chị, cái đầm này nó qua gối một xíu nha mấy chị, 1,5 m hay là cái gì mấy chị mang cũng được ha. Mẫu đầm này rất là dễ mang mà, 119.000 đầm đang mang thôi, vàng hồng hai màu giùm em nha. Rồi tiếp em qua mấy chị ơi, rồi đây, rồi áo trắng em như còn một cái nha, xem mấy chị luôn 30.000. Rồi trắng này đầu like chi ăn cho mấy chị luôn 30.000. Tình yêu vào xe like tương tác cho em như chưa, mấy chị vào chấm bài đi, mấy chị chia sẻ đi, cuối thời like nó có nút chia sẻ đó mọi người, mình tương tác với nhau cho bình luận của mình nó được lên trên mấy chị nha, không là nó sẽ bị ẩm nhiều lắm mấy chị. Rồi trắng 30 chốt đơn liền giùm em luôn, cái này mấy chị mang đi chơi này đi gì cũng được nha, em có cả đang bán mấy chị trắng 30. Rồi trắng 30 đi mấy chị, chắc là chắc hàng Zara cực kỳ mát luôn, riêng áo này không mát không lấy tiền nha mọi người, 30.000 tặng luôn cho mấy chị rồi đó. Trắng 30 dưới 57 cân quay đầu giùm em, đầm năm nay 119.000, em như có hai màu này tình yêu, vàng 119, hồng 119 giùm em nha, không đẹp không lấy tiền luôn. Trắng 30 cho Thanh Trà lên xuất hội liền giùm em ngay nha. Cái ổ điện nó chị đã nói bao nhiêu lần luôn rồi á, nhét vô cái lỗ này nó sẽ không bị ấy nè. Rồi lên tiếp giùm em luôn mấy chị, đẹp quá. Hồng 119 luôn mấy chị, thì Linh ok chị nha, đầm đẹp lắm mọi người, số lượng cực kỳ ít luôn á. Đẩy mạnh vô cái lỗ này luôn nè. Rồi tiếp tục cho em nghe luôn một cái mã áo rêu mấy chị, chắc bô rít tài nhọn phô bình thường giùm em 75.000 mấy chị. Chắc này em bao mọi người giặt mới giặt luôn, xanh 75.000, 40 đến 57 cân quay đầu giùm em mấy chị, màu xanh rêu này đẹp lắm luôn nha. Đó, phơm bình thường mấy chị, tài nhọn này kiểu nè. Rêu 75.000, 40 đến 57 cân quay đầu giùm em nha mọi người. Mang thoải mái luôn, cái này mang quần jean, quần leo, quần ôm gì cũng đẹp nha mấy chị, 75.000. Xanh 75 cho Loan Lê. Sau lưng là áo khoác tình yêu ơi. Rồi tiếp cho em Nhi nè, trời ơi Nhi cao 1m62 nha. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, hồng tim 35.000. Rồi vàng hồng 119 mấy chị Ngọc Huyền. Ờ nói chung đầm hút ti đợt này em Nhi bán chạy lắm, mấy chị chốt đi 119.000 một đầm thôi. Rồi tiếp cho em luôn hồng 35.000. Có đầm như vậy mà ngắn không rồi chị. Rồi đầm em Nhi được qua gối một xíu cho mấy chị ha, đầm qua gối một xíu cho em. Rồi cái này chốt cho em luôn là hồng 35.000, không đẹp không biết tìm luôn. Chắc hàng Zara giùm em, vừa tim vừa có đốt cốt ngắn mấy chị, nhưng mà độ co giãn nó rất là êm luôn. Rồi chút hồng 35 giùm em, cái này đơn giản thôi nhưng mà mấy chị mang quần rừng, rừng riêng đùi này, quần ngố này, chân váy nè, quần le nè, quần riêng ôm gì cũng đẹp hết đó. Đó
mấy chị nhận thử cái áo này đi, mấy chị em như sale 35.000 ha, mấy chị mang không biết khi nào cho nó xệ luôn. Vải rất là xịn nha mấy chị, hàng Zara giùm em ha. Đó, chốt hồng 35 giùm em mấy chị. Hồng 35 cho Hoàng Thúy nè. Đồng vàng 119 luôn nha chị Ruby nè. Là kia gọi cái đầm vàng ra lấy cái mẫu khác chơi lên con Maraca. Hồng gì đây tình yêu ơi, hồng gì? Đầm đang mang em như có màu vàng với màu hồng 119.000, còn hai cái nữa là em như hết mẫu nha mọi người nha. Đầm đang mang rất là xinh luôn á mấy chị. Rồi vàng 119, hồng 119 cho em cưng lắm luôn. Rồi tiếp tục cho em nha mấy chị ha. Rồi mã hồng 30. Lên cho em Nhi luôn là mã hồng 30. Trời ơi chắc mát lắm luôn. Hồng 30. Dưới 57 cân quay đầu cho em mọi người ơi. Hồng 30 dưới 57 cân quay đầu giùm em ha. Đó. Hôm nay tặng rất là nhiều siêu phẩm luôn á mấy chị. Hôm nay làm thiết kế 200 mấy em chỉ ăn mấy chị 100 mấy thôi. Cuối tuần mấy chị. Đó. Rồi lên cho em luôn là hồng 30. Hồng 30. Chắc hổng đẹp là em Nhi hổng lấy tiền nha mấy chị ha. Chắc hổng đẹp là em Nhi hổng lấy tiền luôn. Trời ơi mùa nắng nóng mà mai cái áo này vô thì thôi rồi khỏi với bàn luôn mấy chị. Rồi hồng 30.000 giùm em. Hồng bây giờ đang thịnh nữa chứ. Hồng 30 này. À lấy hồng chút mã hồng 30 giùm em nha. Chắc Zara đó mang mát lắm. Mấy chị có thể mang đi chơi đi làm gì cũng được hết. 30.000 mấy chị mang với quần rinh quần ôm gì cũng được hết nha. Mấy áo thun nó thì dễ mang thôi mấy chị. Rồi lên cho em luôn là sơ mi tay phòng. Sơ mi tay phòng này dễ thương lắm mấy chị, màu hồng đang thịnh luôn, cho em luôn 62.000. Sơ mi 62.000. 40 đen cho đến 56 cân là mấy chị mang vừa giùm em ha. Rồi chắc dày nha mọi người. Tay phòng, chị nào có bắp tay to á, mang cái tay phòng này là không có thấy cái khuyết điểm bắp tay to của mình luôn nha mọi người nha. Rồi, lên cho em như luôn là sơ mi 62.000. Sơ mi 62.000 mọi người. Rẻ không? Áo sơ mi này chắc rất là đẹp mấy chị, đặc biệt nó không có bị nhăn. Riêng cái em sơ mi này nó không có bị nhăn nha mấy chị ha, không hề nhăn luôn. Đây là giặt xong mấy chị đi làm rồi này kia nó sướng lắm luôn á mấy chị. Rồi sơ mi hồng 30 cho trăm thì trông ghé ok chị nha. Rồi sơ mi 62.000 tay phòng công sở đâu này kia mấy chị mang rất ok. 56-57kg quay đầu dùm em. Rồi đầm đang mang chút dùm em luôn đầm vàng 119.000. Đầm hồng 119.000 mốt ngực phía sau nhúng mấy chị đẹp giả mang luôn 119.000 đầm đang mang dùm em nhé. Chị nào lấy thì chút liền đi. Đầm sơ mi đang mang, đầm maxi đang mang em như còn ít. Rồi tiếp dùm em luôn mấy chị Thái 49.000. Thái 49.000 mấy chị dưới 57 cân dùm em. Thái nha, mát nè, mịn nè, xịn sò cho mấy chị luôn. Thái 49.000 dưới 57 cân quay đầu dùm em nghe nha. Đó, áo đơn giản thôi mấy chị mang, cực kỳ bền luôn. Áo thun Thái thì đâu em bao chất liệu mấy chị mang rồi. Rồi Thái 49 mấy chị, 40 đến 57 cân mấy chị mang ok. Rồi mã Thái 49, hồng vàng 119 luôn cho chị. Chị gì tiếng Hoa tiếng gì đây nè. Rồi Thái cho em luôn 49.000 chút đơn nha mấy chị. Chắc này mang cực kỳ mát luôn, ba mấy chị đánh mới giặt thoải mái luôn nha. Thái 49.000 giùm em, 40 đến 57 con mấy chị quay đầu nha mọi người. Đầm đang mang hiện tại còn cái hồng nữa em ghi hết mẫu nha. Rồi qua cho em luôn là vàng 30. Vàng cho em luôn 30, 40 đến 57 con quay đầu chút mã vàng 30. Ai đã vàng chút vàng 30 giùm em mấy chị. Chắc này mang mát sướng lắm mấy chị ơi, thoải mái luôn. Vàng 30, 40 đến 57 cân giùm em, mã vàng 30. À nó vàng chút vàng 30 giùm em ha. Rồi một cái áo phong xịn này giùm em mấy chị nè. Phong xịn với mấy chị hàng nha. Đây, hàng 888 đi, hàng là bao xịn luôn. Hàng này từ 101 đến 120.000 một áo lận. Em như xe mấy chị 65.000 thôi. Chút xanh 65 cho em luôn mấy chị, phun rộng dấu quần nha. Xanh 65.000. Áo này nhận hàng không đẹp em không lấy tiền luôn mà em nghỉ bán luôn mấy chị. Dịp tiện ngay luôn á, trời ơi áo này rất là xịn luôn. Rồi chút xanh 65 dùm em đi mọi người. Dưới 60 hoặc là 62 gì đó mấy chị quay đầu được dùm em luôn ha. Cái này dạng phông rộng dấu quần nha. Đặc biệt là theo phía trước này. Đó, cam kết hàng rất là xịn cho mấy chị luôn. Rồi xanh 65 dùm em mấy chị. Xanh 65.000 nha. Dưới 60, 62 gì đó mấy chị bôn chen được dùm em luôn mấy chị. Rồi tiếp cho em như luôn một cái siêu phẩm này đi ạ. Trời ơi
đầm vàng đang mang đi hết rồi, còn một cái đầm hồng thôi, cuối cùng nữa là hết luôn. Đầm đang mang còn cái hồng cuối cùng nữa là em đi hết luôn nha. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, một mã sọc hot này dùm em nhé, 95.000. Sọc cho em luôn 95.000 mấy chị, dưới 57 cân quay đầu. Xin chưa? Chắc này là bao mịn mát cho mọi người luôn nha mấy chị, logo theo nha. Sọc 95 đi mấy chị, 40 đến 57 cân quay đầu. Chị nào lấy sọc 95 thì mấy chị chốt liền dùm em Nhi ha. Trời ơi rẻ đẹp lắm mấy chị, chắc này cực kỳ là phải xịn luôn. Sọc 95, 40 đến 57 cân quay đầu dùm em, chốt mã sọc 95 nha mấy chị. Sọc 95, chị lấy hồng đi, còn cái hồng chút hồng đi kéo ơi. Rồi cái này chốt dùm em luôn mấy chị, kem 65.000 phong rồng. Kem cho em luôn 65.000. Chị nào lấy kem chốt mã kem 65 nha mấy chị nha, hàng 888 hàng bao xịn luôn. Cái phía trước này là chủ theo dùm em nha mọi người. Rồi hồng cho em luôn mấy chị, 65.000 với 60 cân, 60-62 thì mấy chị cũng mong trang được nha. Rồi có đầm nào bầu mang được không? Dạ được, có luôn chị, có đầm bầu luôn, đầm bầu, đầm ba video rồi này nọ luôn. Rồi đang cho em luôn là vàng cho em luôn 35.000, vàng 35.000 chút cho em luôn là mã vàng 35 nè. Ai lấy vàng chút vàng cho em luôn 35 mấy chị, dưới 60 cân nha. Vàng 35 chứ 60 cân chút mã vàng 35. Đồng hồng 119.000 còn cái cuối cùng. Đầm hồng 119.000 còn một cái cuối cùng. Chị nào lấy đầm hồng chút đầm hồng giùm em nha mấy chị, 119.000. Rồi lên cho em luôn là mã lên 95.000 giùm em mấy chị, dưới 57 cân. Cái này hàng lên cực kỳ xịn luôn nha mấy chị ha, vải dày dặn nè. Đấy, tình yêu nào mới vào cho em Nhi xin muốn chia sẻ bài đi mọi người nha, chia sẻ bài giùm em nha. Đầm hồng còn cái cuối luôn nha chị Thủy Tiên Phan, tiếp tục một mẫu đầm thiết kế nữa em thay mẫu cho mọi người nè. Rồi lên cho em luôn 95.000 dưới 57 cân giùm em mấy chị, lên có cổ phông bình thường nha. Lên 95. Lên 95.000 cho em mấy chị, 40 đến 57 cân. Rồi qua cho em Nhi luôn là mã xanh 35.000. Rồi xanh cho em Nhi luôn 35.000, chốt mã xanh 35, đợi xíu em lên một cái mã đầm thiết kế nữa mấy chị. Xanh 35.000. Xanh 35 nha mấy chị, 40 đến 60 cân giùm em, chốt mã xanh 35. Rồi tiếp mấy chị ơi, lên cho mấy chị luôn một cái siêu phẩm đầm nha. Đầm này là em nói thiệt cho mọi người luôn là chỉ có điêu đúng con tim thôi, thật sự luôn á. Rồi lên một mã đầm đi tiệc, mấy chị đợi em Nhi xíu nha, tầm 5 giây thôi. Em Nhi thay cái đầm thiết kế này cho mấy chị nè. Chết tiệt luôn mọi người ơi. Trời ơi không thể tin được luôn là cái đầm này nó quá đẹp luôn mọi người nha. Trời ơi em mới khóa này qua một bên đi, trời ơi đẹp quá. Trời ơi thiết kế gì mà đẹp vậy mấy chị, em nói giá ra là mấy chị không có tin đâu, em có thiệt luôn á. Đầm gì mà nó đẹp quá mọi người ơi, 119.000 cho em Nhi. Trời ơi chết, chết em mấy chị nè. Nhúng hai bên dùm em nha mấy chị, vừa tim nha. Ở tim này là đúng đúng y bài luôn mấy chị, không quá cao mà cũng không quá hở nha mấy chị ha, vừa tầm luôn. Cái tim này vừa tầm cho mấy chị luôn, đặc biệt nè đó, cái kiểu nhún hai bên nha mọi người, 119.000 giùm em luôn mã đầm này. Mấy chị ra ngoài mua không có bây giờ có cái giá này đâu mấy chị, em cam kết luôn. Mẫu đầm này mẫu đầm đi tiệc giùm em mấy chị, sâu luôn có gì kéo nha. Mẫu này nếu mang đẹp là từ 47 cho đến 57 cân là mấy chị mang ok giùm em Nhi, đẹp chưa, chết rồi. Chắc xỉu liền nha mấy chị, mẫu này mấy chị chốt liền đi. Không ai bán cái đầm thiết kế đi tiệc xinh như thế này mà 117.000 cho 119.000 cho mấy chị đâu. Tri ân luôn hôm nay cho mấy chị rồi đó. Mẫu này 250.000 nè. Hôm nay em sale hạ nhiệt cho mấy chị 119.000 mấy chị chốt liền nha. Trời ơi, đẹp quá mọi người, màu nào cũng xinh hết. Xanh 119 mấy chị, 47 đến 57 cân ok luôn, là chốt đơn nha mọi người nha. Ôi mẫu này xinh quá, em bao mấy chị mang đi tiệc luôn mấy chế ơi. Nhúng hai bên nữa chứ, che thích điểm là cực kỳ thích luôn. Ai có bụng hút liền cái siêu phẩm này giùm em nha. Bộ này mang cực kỳ sang luôn, chắc gì khỏi với vàng rồi. Rồi lên cho em luôn đen mấy chị, đen 119 ngàn. Ôi trời ơi mẫu này cưng quá, 47 đến 57 cân, số lượng cực kỳ ít.
Mẫu này 250 em như xem á chị, còn 119.000. Đây chị, chắc đây chị ơi, chắc hàng xịn dùm em nha chị ha. Hàng cam kết vải rất là xịn luôn. Em bao mấy chị mang đi tiệc được, đi nhà hàng còn được luôn á mọi người. Đó, đó, cái này đi ra nước ngoài còn được nữa mấy chị. Hỏng đẹp, hỏng xinh là em như không lấy tiền luôn nha mấy chị. Nhận thử dùm em, chất này sẽ không nhăn này, không xù nè, và không xị dùm em. Và đặc biệt rất là mát. Mang cái đầm này mấy chị ngồi, mấy chị đi tiệc đồ này kia ha, mùa hè nắng nóng như thế này, em cam kết mấy chị luôn, vải này cực kỳ mát. Mấy chị cầm tay là không ngờ là cái chất vải này mà em bán 119.000 đâu. Em nói thiệt mọi người luôn á, hỏng đẹp là không lấy tiền luôn nha mấy chị ha. Trời ơi chất này, chất rất là xịn luôn, mịn mát cho mọi người. Toàn màu đẹp không à, bò xanh trắng đen 119.000. Hỏng đẹp là em nghe không lấy tiền cho mọi người đâu nha. Trời ơi xinh xuất sắc luôn mấy chị. Hai bên nhúng bụng nha mấy chị ha. Chị nào có khi đóng bụng á, hốt liền cái siêu phẩm đầm này liền dùm em đi. Giá có 119.000 một đầm thôi là nó quá rẻ luôn mấy chị. Quá rẻ luôn, em nói thiệt luôn á. Dạng đầm là già qua gối nha mấy chị, có thể là đi đám đi tiệc được. Rồi mấy chị cũng có thể là mấy chị đi biển được luôn. Đó, mẫu này sang lắm mấy chị, cực kỳ sang luôn, tay nè. Ai có bắp tay to nè mấy chị, mẫu này che khuyết bắp tay to cho mọi người nè. Đó, cổ đó mấy chị, cổ này là nhìn thấy nó sang người liền cho mấy chị rồi. Cổ này là cực kỳ sang luôn, đẹp quá luôn á mấy chế ơi. 47 đến 57 cân là mấy chị mang đẹp cho em nhi nha. Nè, màu đang mang chút bò, bò 119 xanh trắng đen cho em nhi mấy chị, chút liền nha. Mẫu này cực kỳ ít luôn á, mẫu này mấy chị không hút là hết đó mọi người. 119.000 một đầm quá rẻ. 47 đến 57 cân dùm em nha mấy chị ha, xin giảm mang luôn. Trắng xanh, trắng xanh đen và màu đang mang chút bò dùm em, đẹp quá ha. Ở một cái đầm này có 119.000 thôi mấy chị, nó quá rẻ, dễ thương quá ha mấy chị ơi. Cưng giảm mang luôn, che khuyết điểm cực kỳ đẹp luôn nha. Ai có bụng là giúp liền dùm em cái siêu phẩm này đi mấy chị, rẻ quá trời rẻ luôn mọi người. Màu đang mang chút dùm em luôn là màu bò, màu bò này cực kỳ sang cho mấy chị luôn mà gọn người ha. Đó, nó sẽ có tông màu xanh này, xanh bơ là cực kỳ trắng da rồi. Rồi trắng đen là hai cái màu mà mấy chị mang đi đám mấy tiệc rất là nhiều. 117.000 một đầm, chị nào lấy nhanh tay chút. 119.000 một đầm dùm em nha, 119.000 một đầm bò trắng đen xanh dùm em mấy chị. 47 cho đến 57 cân là mấy chị mang vùi dùm em luôn cái mẫu đầm này, trời dễ thương quá mọi người ơi. Thật sự luôn, cái em đầm này nó quá là cưng luôn á mấy chị, dễ thương quá mọi người. Vừa đẹp vừa rẻ ra đây chứ đâu mấy chị ha. Xin giảm mang, mấy chị mang đi đám đi tiệc nè, đi du lịch nè, đi biển, đi cà phê gì cũng được hết, tùy theo mấy chị thôi. Phôm đầm thì mang rất là sang rồi, từ tay tới cổ nè, sau lưng là có dây kéo nè, phần bụng là nhúng xương xương cho mấy chị hai bên nè. Ai có khuyết điểm bụng á, đó là mang cái đầm này che khuyết điểm cho mấy chị luôn. 119.000 một đầm đang mang, chị nào hỏi thì nhanh tay chút liền giùm em nha mọi người nha. Xanh, trắng, đen 119.000. Quá đẹp luôn. Đầm này lên form rất là sang, ưng ý liền luôn á chị. Mặc lên nhìn gương em như ưng ý liền luôn á mọi người. 119.000 nha mấy chị ha, chốt liền mã này luôn, xinh lắm. Mẫu này là cực kỳ rẻ luôn rồi á, không có đỏ đâu em ơi, 4 màu thôi em ơi. Rồi lên cho em Nhi luôn là áo khoác thể thao. Màu cái màu xám này em Nhi còn duy nhất một cái nha. Xám này duy nhất một cái cho em luôn á chị, 201 một cái áo khoác như thế này thôi. Áo khoác dạng thể thao nha mấy chị ha, phun chuẩn body. Đó, 201 một cái áo khoác thể thao này giùm em. Màu xám em Nhi còn duy nhất một cái nha mọi người nha. Màu xám này em Nhi còn duy nhất một cái thôi, 201 một cái nha mọi người. Riêng cái áo khoác này em bao mấy chị mang luôn á, áo khoác găng 85 hết rồi em ơi. Rồi len khoác xám giùm em 201 mấy chị, dạng khoác thể thao mấy chị, hàng lộn một mặt xịn luôn á. Rồi xanh cho em luôn mấy chị, xanh dương 201, xanh dương cho em luôn 201. Ai lấy xanh dương chút giùm em luôn, mã xanh dương 201, đẹp chưa. Rồi cái này chốt giùm em luôn là hai màu xám, hai màu xám giùm em luôn 201 nha mọi người. Hai màu xám chắc này nhận hàng mấy chị ưng ý liền, nó form là em bán quanh năm rồi. Rồi tiếp giùm em luôn là hai màu, hai màu tím, hai màu tím giùm em mấy chị, hai màu tím giùm em luôn 201 một áo khoác thể thao nha. Chị nào lấy hai màu tím đúng không ạ, hai màu tím. Rồi qua cho em luôn là xanh, xanh đậu 201.
Chị nào lấy xanh đậu chút xanh đậu giùm em luôn 201 nha mọi người. Xanh đậu 201. Mấy chị mua hàng chốt đơn bất kỳ trên hai sản phẩm cho bên em đi hàng nha. Mấy chị đừng có đặt cái rồi đi ra nha mấy chị. Chốt đơn một cái đi ra là bên em không có chốt đơn được đâu nha. Chốt đơn bất kỳ hai sản phẩm giùm em mấy chị nha. Rồi tiếp tục giùm em luôn mấy chị, một mã áo đen có cổ này cho em luôn. Đen có cổ chắc bo rip loại 1 nha mọi người, 75.000. Đen cho em luôn 75.000, 40 đến 55 cân. Đen 75 mấy chị, 40 đến 55 cân giùm em nha mọi người nha. Đen 75 chắc bo rip có cổ phông bình thường giùm em nè mấy chị. Đen 75. Rồi xanh giùm em luôn mấy chị 60.000. Rồi xanh 60.000 nha mấy chị, 40 đến 55 cân. Xanh 60. Rồi xanh cho em luôn 60, 40 đến 55 cân mấy chị, chắc đỉnh chưa? Chắc này cực kỳ xịn cho mấy chị luôn nha, mã xanh 60 nha. Rồi, đầm đang đang mang luôn mấy chị, gấm đổ 119.000 mã đầm đang mang nè. Đầm đang mang phải đẹp lắm mấy chị ơi. Đầm đang mang là 119.000 một đầm này xương trần ơi. Đầm đang mang quá đẹp luôn á. Rồi ai lấy bầm bò chút giùm em luôn, đầm bò đang mang 119.000. Đầm bò. Rồi đầm xanh 119, màu xanh bơ cho mấy chị ha. Đầm màu đen mấy chị và đầm màu trắng giùm em luôn. Mẫu đầm đang mang em Nhi có 4 màu nha. Rồi trắng đen xanh bơ với bò mấy chị, 119.000 một cái đầm thôi. Chắc này không đẹp là em Nhi không lấy tiền mọi người luôn á. Xịn giả mang luôn á chị. Rồi tiếp giùm em luôn là len trắng 95.000. Len trắng 95.000 nha mấy chị, phun ngắn nha, 40 đến 55 cân này. Len trắng 95.000. Len trắng 95 mấy chị, 40 đến 55 cân. Chốt mã len trắng 95. Rồi mã trắng Boris này coi giãn xịn sò giùm em luôn 35.000. Trắng 35.000. 40 đến 55 cân giùm em nha mọi người nha. Chốt mã trắng 35 ha. À đây trắng chốt trắng nè. Rồi đầm bò đang mang luôn cho xương trần này 119 nè. Rồi môn này cho em luôn 35.000 mấy chị, 40 đến 55 cân. Môn chắc bo rip nha mấy chị, phun ngắn nha, sắn bụng phía trước nè. Môn 35. 40 đến 55 cân giùm em mấy chị, chốt mã môn 35 giùm em Nhi ha. À đấy môn chốt môn. Rồi sọc lên này cho em luôn 95.000 nè. Sọc lên 95.000. 40 đến 57 cân mấy chị, chốt mã sọc lên 95. Sọc lên 95 nha, 40 đến 57 cân nha, mã sọc lên nha. Ủa cái gì đây? Đồng vàng đồng hồng sao vậy? Yeah. Rồi lên hồng này cho em luôn mấy chị 100. Lên hồng 100 mấy chị, 57 cân đổ lại là mấy chị men vừa. Lên hồng 100. Dưới 57 cân nha mấy chị ha, chút mã lên hồng nha. Chị nào lấy lên hồng chút lên hồng giùm em Nhi nè. Lên hồng 100. Rồi lên trắng giùm em luôn 100 mấy chị dưới 57 cân. Lên trắng 100 dưới 57 cân, chút mã lên trắng 100. Rồi lên tiếp giùm em luôn là mã lên đen nè. Lên hồng 100 luôn các chị đầu liên nè. Rồi lên đen cho em luôn 100 nha mấy chị ơi. Áo này vải đẹp lắm luôn á, lên dày dặn nha mà hả, chắc đúng là dày luôn mấy chị. Rồi lên đen cho em luôn 100 mấy chị. 40 đến 57 cân là mấy chị mang ok ha. Rồi cái đen này em Nhi còn một cái mấy chị 35.000. Lên trắng luôn cho chị Thí ha. Thí đô 100 nè. Cái màu đen này đẹp quá trời luôn á mấy chị. Đen đẹp lắm luôn á, đóng thùng thả thùng vẫn đẹp đó. Lên đen cho em luôn 100 nha mọi người nha. Rồi tiếp giùm em mấy chị. Lên đen 100 luôn cho Bích Nguyên nè. Đầm đầu còn không? Đầm hoa vàng đầm đầu em đi hết. Rồi mã trắng mã đen cho em luôn 35.000. Đen cho em luôn 35.000 nha mấy chị ha. Phun ngắn giùm em luôn coi giãn thoải mái nha. Chút đen 35. Đen cho em luôn 35 mấy chị, phun ngắn. Đen 35. Sọc lên luôn á chị, ốc tiêu 95 ok chị nè. Cái lên trắng phun ngắn này đẹp lắm mấy chị. Chút giùm em luôn lên trắng 95.000 nha. Lên trắng 95.000, chút mã lên trắng giùm em nè. Đen bao nhiêu tiền đây chị Bùi Thanh Thúy ơi? Đen 35. À lấy đen chút mã đen 35 kèm số điện thoại giùm em. 40 đến 55 cân. Đầm năm mang 55 kg là chị mang đẹp luôn. Lên hồng hả? Em coi có mấy áo đó trên tay còn không em? Lên form dài dài đó, coi lên form dài dài trên tay còn không?
Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, đen 30. Đen cho em luôn 30 dưới 57 cân chút, đen 30 kèm số nha. Đen 30 kèm số. Đen 30 mấy chị dưới 57 cân quay đầu chút, mở đen 30. À lấy đen chút mở đen 30. Chị Bùi Thanh Thúy đen bao nhiêu tiền chị ơi, lên giùm em cái giá chị. Đen nó nhiều đen lắm, đâu có biết cái nào đen cho chị đâu. Rồi. Rồi cái này chốt giùm em. Qua mấy cái sọc á. Sọc sọc quá trời đó thầy. Lấy cầu vòng sọc xinh lá rồi đó. Đen 30 cho Như Ý Dương ok nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn mọi người ơi. Coi xuống dưới kia còn không. Rồi lên cho em luôn là cam 35.000. Mấy chị có cổ này, cổ tim này, rút dây này cực kỳ dễ thương luôn. Rồi mã cam 35.000. 40 đến 55 cân quay đầu giùm em mấy chị chốt mã cam 35. À lấy cam chốt giùm em luôn mã cam 35 nha mọi người. Cam 35.000. Rồi nu Boris có cổ phông ngắn co giãn này giùm em nha mấy chị. Chốt nu 35.000. À lấy nu chốt nu 35.000 giùm em nha. Nu 35 mọi người ơi. Cam 35 cho trăm thịt chung. Nãy hồi nó phải khách ghé không này. Rồi chị Bùi Thanh Thúy, chị lấy đen gì vậy chị ơi? Rồi lên cho em luôn là nu 35.000. Nu 35 cho hồ thí ghé đúng không? Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, ba lỗ sọc bao hàng xịn luôn 100. Sọc 100. Rồi sọc cho em luôn 100. Cái này ba lỗ hàng lên nha mấy chị chữ theo nha. Chốt sọc 100 giùm em. Ở này mang quần đùi quần ngố hay mấy cái quần loe mấy chị cực kỳ đẹp luôn á. Rồi lên cho em luôn là sọc 100 mấy chị. Cái này hàng chắc lên nha, lên bao xịn cho mọi người luôn á. Rồi sọc cho em luôn 100 mấy chị. Còn cái thôi á. Cái này lên form đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Ba lỗ lên nè, mỏng hot luôn nè. Phía dưới là có hơi bo mấy chị. Form áo này lên mang dễ thương lắm. Rồi sọc cho em luôn 100 mấy chị. 40 đến 55 cân nha. Chốt sọc 100 giùm em nè. Trời ơi cái hồng này dễ thương quá mọi người ơi. Hồng 95.000 chắc lên phong ngắn nè. Hồng 95 đi mấy chị, sọc 100 đẹp lắm. Chị thấy đôi em như còn có cái hả, có nhiều đâu. Rồi hồng 95.000 mọi người, dễ thương quá ha. Hồng 95 40 đến 55 cân giùm em mấy chị. Chốt mã hồng 95 nha mọi người nha. Hồng 95.000 40 đến 55 cân. Có mấy? Có luôn, bầu nhỏ có luôn. Đợi xíu mọi người ơi. Hồng 95.000. À lấy hồng chốt hồng 95.000. Chốt đơn bất kỳ hai sản phẩm cho bên em đi hàng nha. Cái đen 35 này mang dễ thương lắm mấy chị, mang quần đế cao là ok à. Đen 35.000 giùm em mà dễ thương không? Phía trước có mấy nút là mấy chị mà cổ vuông nè. Đơn giản thôi nhưng mà mấy chị mang mấy cái quần lên chân váy cũng đẹp lắm. Rồi chốt mở đen 35 giùm em mấy chị. Rồi đen 35 nha. À lấy lên đen chút đen 35. Rồi áo này mới đỉnh của chốt nè. Áo này đẹp đang rằng rằng lắm luôn á mấy chị. Đó, dễ thương chưa? Rồi lên liền giùm em luôn, sọc 95.000 chắc lên nha. Đó, dặn lên sắc nách mấy chị vừa có cổ nó dễ thương chưa? Rồi lên cho em luôn là sọc 95.000. Sọc 95.000 cái này mã hot luôn á, mang lên form nó dễ thương lắm mấy chị. Sọc 95.000 chắc lên nha mọi người, 40 đến 55 cân nha. Rồi lên cho em luôn là sọc 95. À đấy sọc chút mà sọc 95 giùm em nè. Rồi thái đen này cho em luôn 49.000 mấy chị chữ theo nè. Thái đen 49.000. Thái đen cho em luôn 49.000 dưới 57 cân nha mọi người. Thái đen 49 dưới 57 cân. Chốt mã thái đen 49 cho em nha mọi người nha. Rồi lên tiếp cho em luôn là sọc xanh 95.000 hàng lên Quảng Châu mấy chị nhìn chắc lên cho em đi. Ôi quá trời đẹp mẫu này luôn nha. Nhận hàng hơi là thích liền luôn á mọi người. Rồi sọc xanh 95.000 mấy chị có cổ phô bình thường giùm em. Mấy này lên form đẹp lắm. Sọc xanh 95. 40 đến 57 cân chút mã sọc xanh 95. Rồi lên cho em luôn là sọc nâu 95. Sọc nâu cho em luôn 95. 40 đến 57 cân chút mã sọc nâu 95. À lấy sọc nâu chút mã sọc nâu giùm em nha. Rồi xanh form rộng cho em luôn 35.000. Còn cái xanh 35 nè. Xanh cho em luôn 35 mấy chị dưới 60 cân này còn cái hết rồi. Xanh 35.000 form rộng nha. Ai lấy xanh chút mã xanh 35. Rồi qua cho em luôn là vàng 35. Rồi vàng cho em luôn 35 mấy chị dưới 60 cân. Chị nào lấy vàng chút giùm em luôn là mã vàng 35 mấy chị dưới 60 cân nha. Áo phông rộng giấu quần giùm em nha mọi người ơi. Đầm nam an có chị nào lấy thì chút thêm giùm em nha mấy chị nha. Đầm nam an 119.000 một đầm mấy chị dễ thương lắm luôn, đầm đi tiệc. Đầm nam an 119.000 một đầm. Màu bò
màu trắng, màu đen và màu xanh mạ giùm em nha. Xanh mạ em đi còn cái đẹp lắm nè. Xanh mạ 119.000. Xanh mạ 119 em đi còn cái. Ai xanh mạ chút xanh mạ giùm em nè. Rồi trắng thì em luôn 119.000 mã đồng thiết kế thăng mang. Trắng 119 nha mọi người. Ai lấy trắng chút trắng giùm em ha. Rồi màu đen cho em luôn 119.000. Đen cho em luôn 119.000. Chị nào đi đen chút mã đen. Đầm năm ăn đẹp lắm mấy chị. Nhúng hai bên nha. Che khuyết đến bụng nè, sau lưng của nó là có dây kéo nè. Mấy chị mang rất là ok cái mẫu này luôn. Đưa chị cái hộp nè. Hộp trắng trước mặt em à. Đầm đen trăm 119 là chị Phan Hiền nè. Đầm năm mang đẹp lắm. Dáng đồ kiểu nó dễ thương lắm luôn á. Rồi lên giống chị luôn mã ngố. Phải không ta? Từ để em to thử nha. Cái thổ ngố em mã gì? Rồi bộ đùa này giùm em luôn. Mấy chị Tri Âm luôn mọi người nha. Túi sách không còn luôn mấy bạn ơi. Rồi lên cho em luôn bộ đùa này đi. Mấy chị cực kỳ dễ thương luôn nè. Rồi chốt giùm em luôn là mã đùa trắng này mấy chị ha. Đùa trắng hai bên có túi giùm em nha mấy chị. Bán nhanh mẫu này cho mấy chị luôn 62.000. Rồi trắng cho em luôn 62.000 mấy chị, 40-57 cân. Bộ đùa hai bên có túi nha mấy chị nha. Ship tỉnh nhiêu. Ship tỉnh nhiêu chị, nhiêu tiền mới đi đơn. Rồi ship tỉnh mua. Mua từ 4 cái đổ lại là đồng giá 30 nha chị nha. Đơn đi hai sản phẩm là bên em đi đơn rồi. Rồi mã trắng cho em luôn 62.000 mấy chị. Xích đùa này dễ thương quá trời luôn nha. Rồi trắng cho em luôn 62.000. Quần có túi giùm em nha mấy chị. Rồi mã trắng 62. Chị nào lấy bộ đùa này chốt nè. Bộ đùa này có túi luôn nè. Trắng 62 40-55 cân giùm em nha. Rồi qua mấy chị luôn là mã đen 62.000. Bộ này đẹp quá. Lên màu đi tình yêu ơi. Trắng 62, đen 62. Chị nào lấy liền chốt liền mã này. Cái mấy cái mẫu caro, caro này là mẫu mới á mấy chị. Giờ người ta đang thịnh hành cái caro này lắm luôn á. Rồi đen 62, trắng 62. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt giùm em nha. Bộ đồ này mang cực kỳ thoải mái luôn á mấy chị. Đó, phần quần là hai bên có túi giùm em nè. Cái này mát lắm luôn á. Lên sọc xanh 95 luôn nha chị Ngọc Hiền nè. Rồi đen 62 luôn nha chị Bi Bo này. Bộ này dễ thương. Bộ đồ hai bên có túi này cưng lắm. Rồi trắng đen hai màu chị nào lấy chốt nha. Ai lấy đen thì chốt đen mà ai lấy trắng thì chốt trắng giùm em mấy chị cho nó khỏi bị nhầm màu. Rồi đen trắng cho em luôn 62.000. Bộ đồ này cực kỳ mát luôn. Hai bên có túi mấy chị ha, mang dễ chịu lắm. Đen 62 mấy chị 40-55 cân. Đen 62 luôn cho chị Ngọc Nga. Chị Võ Hà lấy trắng hay đen chị ơi? Võ Hà lấy trắng hay đen giùm em chị. Lấy màu giùm em. Rồi ai lấy trắng chút trắng giùm em luôn 62.000 nha. Trắng 62 đi mấy chị, 40-56 cân mấy chị mang vừa. Rồi chốt giùm em luôn là mã trắng 62 nha mọi người. Phía sau của em là áo khoác chị. Phía sau của em là áo khoác. Trắng 62 luôn á chị Võ Hà này. Rồi lên cho em luôn là mã áo khoác xịn này giùm em nha mọi người. Khoác này em bao chất liệu luôn, hàng bao cao cấp nha mấy chị. 169.000 một em áo khoác nha mấy chị ha, vải loại mới luôn. Đen 62 luôn cho chị gắn đổ ok chị nha. Bộ đùi em còn trắng đen 62, chị nào lấy thì chốt giùm em đi nhá. Rồi lên cho em luôn khoác xịn đi mọi người ơi, lay bầu hàng cao cấp luôn 169.000. Rồi cái này chốt giùm em luôn là xanh 169.000, trắng 62 luôn cho chị Nguyễn Linh ok chị nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, áo khoác này nha, bao cưng luôn. Khoác này đợt trước mới vừa em bán 220.000 mấy chị mẫu hết. Tóm lại cái đầu tiên trắng đi chị. Đầu tiên trắng là sao em? Con mẫu 86. Em đọc cái mã trên coi. Cái mã trên nó bị trai. Đó hai người màu trắng thôi, con có cái nào ấy. Rồi cái này chốt giùm em luôn xanh 169.000. Cái này bình thường giá mới về thì tầm 220 mấy chị. Giờ mỗi thứ còn một màu thôi. Em xem mấy chị luôn là 169.000 nha. Nó chắc này không đẹp là em không lấy tiền luôn. Rồi trắng số 2 luôn cho chị Thúy Đô nè.
Đùi. Rồi chốt xanh 169.000, chị nào lấy chốt nha. Con áo này rất là đẹp luôn. Rồi xanh 169 giùm em. Trời ơi cái vàng mấy chị đẹp lắm. Vàng cho em luôn 169.000. Vàng 169.000 nha mấy chị ơi, lấy xanh chút xanh giùm em nha. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị đen 169.000. Chị nào lấy đen chút đen giùm em 169.000 mấy chị, mã khoác đang mang dễ thương lắm. Áo khoác lay bầu, mọi người lay bầu hay hàng xịn luôn. Rồi lên cho em luôn là nu 169. Chị nào lấy nu chút nu 169 giùm em nha. Khó này mang thì thôi, khỏi phí bàn chắc đi mấy chị. Tôi chắc tôi tới hờ cái mẫu cái kiểu thôi ông ý rồi. Vải rất là đẹp luôn, 169.000 một áo, chị nào lấy đi chốt giùm em nha. Xanh nu vàng đen 169. Xanh nu vàng đen 169. À đây mã khóa nó chốt liền giùm em. Rồi, mã khoác thể thao này thì khỏi phải bàn rồi. Khoác thể thao này đồng giá với chị. Giá này thị trường thì thường từ 230 đến 250. Nhưng mà em Nhi sẽ bán với chị hôm nay với giá là 201 thôi. Khoác thể thao hàng lộ 1 với mấy chị ha. Bao chất liệu vải không nhăn, không xù, không xệ giùm em. Rồi này chốt giùm em luôn là hai màu xám với chị 201. Trời ơi mấy chị thấy không? Mấy chị phom dáng này lên là mấy chị ghiền không? Cái phom thể thao này mấy chị lên phom dáng nó rất là mê, mà vải cực kỳ là bền luôn nha. Rồi hai màu xám giùm em luôn mấy chị 201 một áo khoác. Hai màu xám cho em luôn 201 nha mấy chị nha. Rồi hai màu tím giùm em luôn 201 mấy chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã xám trơn 201 này. Ai lấy xám trơn chốt giùm em luôn xám trơn nha mấy chị ha, cái này là xám chuột á. Hai màu tím nè. Rồi xanh dương giùm em luôn 201 nè. Alex xanh dương chút xanh dương giùm em ha. Rồi cái này chốt giùm em luôn là xanh đậu 201 nè. Chế nào lấy cái này thì chốt thêm nha mấy chị, 201 mẫu khóa. Vải đẹp lắm. Vải bền. Biết chừng nào cho hư đâu mấy chế ơi. Với chị mấy cái bộ ngủ bên kia qua đây. Ngó đùi à, ngó đùi là có quần lẻ hả chị? Rồi sọc cho em luôn 95.000. Sọc 95.000 mấy chị 40-57 cân giùm em nha. Sọc 95 40-57 cân. Chị nào lấy sọc chút sọc 95 giùm em ha. Rồi khoác xám trơn luôn chị Huỳnh Bảo An nè. Khoác xám trơn này còn cái duy nhất luôn á chị. 201 mấy áo khoác này bao chất liệu luôn. Về mang hoài luôn á chị, năm này qua năm kia nó không có bị xệ gì hết á mọi người. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, đầm đầm tôn ngủ 35.000. Rồi đầm tôn ngủ cho em luôn 35.000, chút mã đầm 35 nha mấy chị ha. Đầm tôn ngủ này cực kỳ mát luôn á mấy chị ơi. Rồi chút mã đầm 35 giùm em mấy chị. Đầm 35 đầm tôn mặc ngủ nha mọi người. 40-55 cân ha, chút mã đầm 35. À lấy đầm chút mã đầm 35. Rồi lên cho em luôn là ngủ xanh 42.000 có mất ngực. Đầm 35 luôn cho chị Suri. Trên tay, trên cái cây đầm ở chỗ vùng ngố còn một cái đầm chỗ đó. Còn một cái đầm ngủ đó đó, đây mình đang biết màu gì. Rồi lên cho em luôn là xanh 42.000. Bồ ngủ có mất ngực giùm em chút xanh 42 nha mấy chị, có mất ngực nha. Ngay chỗ cái quần ngố. Rồi chút xanh 42 đi mấy chị, bồ ngủ có mất ngực nha. Ai đó xanh chút mà xanh 42. Đầm tôi ngủ chứ đầm gì. Rồi ai lấy rêu chút rêu cho em luôn 42.000. Rêu cho em luôn 42.000 mấy chị. Rêu 42 nha, 40-55 cân, chút mà rêu 42. Rồi đầm này em còn cái này, đầm ngọc này 35.000 nè. Thảo Rồng lấy thì trốn nè chị ơi, ngọc 35.000. Còn cái cuối cùng nè. Rồi ngọc cho em luôn 35 nha chị, đầm tôn giùm em luôn ha. Mang cái đầm này sướng lắm luôn á mấy chị ơi. Rồi chút ngọc 35 đi chị. Ngọc 35 cái này nha. Ngọc 35 luôn cho chị Thảo Rồn nè. Xanh 42 cho chị Huỳnh Ngọc Dung nè. Chị nào đi rêu chút giùm em luôn mã rêu 42 nha. Rồi bộ tôn bộ nè, em còn một bộ nè mấy chị ơi. Chốt giùm em luôn là mã hoa đỏ nè.
Rồi hoa đỏ giùm em luôn các chị, nguyên bộ tôn lũng nha, hoa đỏ nha. Rêu 42 luôn nè chị Huỳnh Ngọc Dung luôn, hai bộ một xanh một rêu nè. Rồi này chốt giùm em luôn là tôn lũng các chị 50.000. Rồi tôn cho em luôn 50.000, chốt giùm em luôn mã tôn 50 nha. Em like mấy cái này rồi em lên ngối cho chị ơi. Rồi nguyên bộ tôn lũng giùm em luôn 50.000. Trời ơi mang mát xuống lắm luôn á. Dưới 57 cân giùm em á chị, tôn mắt lạnh nè mọi người. Rồi chốt tôn 50 giùm em dưới 57 cân nha. Hoa đỏ nó mang cũng trẻ trung á chị. Rồi đầm ngủ xanh này cho em luôn 35.000 nè, chốt mã xanh 35 nè. Đầm ngủ nhưng mà có bốt ngực cho mọi người luôn, chốt xanh 35 được rồi nha. 40 đến 55 cân giùm em. Xanh 35 mấy chị. Đầm ngủ có bốt ngực nha, có quần kèm quần nữa nè. Rồi chốt xanh 35 em như còn cái à. Xanh 35 em như còn cái. Rồi tiếp giùm em lấy mấy cái bộ ngủ sexy. Ờ cơ hồi sáng chút đơn được qua đó đem lên đây. Sai số hôm qua đó. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, bộ yếm ngủ này cực kỳ dễ thương luôn, chút đen 35.000 nè. Rồi đen cho em luôn 35.000 nè, tôn 50 luôn rồi chị Yến Ngọc nè. Rồi cái bộ yếm ngủ này đẹp lắm. Rồi lên cho em luôn là đen 35 nha, chị nào lấy đen chút mà đen 35 giùm em ha, cho vô cảnh báo luôn. Rồi đen cho em luôn 35.000, chị nào lấy chốt nè. Trời ơi cái bộ yếm ngủ này dễ thương lắm mấy chị. Phía sau hở lưng phần trên thôi, phần dưới nó vẫn có áo nha. Nó vẫn có một cái lớp cho mấy chị, không phải là trống hết lưng đâu. Bộ này không không đẹp em không lấy tiền luôn á. Rồi chút đen 35 giùm em nha mọi người. Đen 35 đi. Bộ yếm này mang hả nó dễ thương lắm luôn. Đen 35 á chị, bộ yếm ngủ. Cái hở cái lông phía trên á chị, đâu sắp kem body nó sướng lắm. Không bị dính vô áo. Rồi chế nào đi đỏ chút đỏ giùm em luôn 35.000 nè, đỏ đô nè. Bộ này lỗi rồi. Đen 35 luôn nha chị Tứ Huỳnh Ré nè. Đỏ yếm hơn cái bộ đó bị lỗi rồi chị ơi. Rồi ai lấy trắng chút trắng giùm em luôn 35.000 nè. Ti Nha Dương là mua hàng cảnh báo không gọi đơn không nghe máy. Rồi trắng cho em luôn 35 đi, em còn bộ trắng cuối cùng nha, trắng mặt sang trẻ trung. Rồi lấy trắng chút trắng 35 giùm em mấy chị, còn bộ này. Trắng 35 còn bộ nha, ai lấy trắng chút trắng 35 là được rồi. Hỏi gì yếm chi ôn gì, trắng 35 là ok. Trắng 35 luôn cho chị Thảo Rồn nè. Rồi lên cho em luôn mấy chị xanh nè, xanh cho em luôn 42.000 còn nè. Rồi xanh cho em luôn 42 mấy chị nha, ai đó xanh chút mà xanh 42. Xanh ngủ này cho em luôn 42.000 nha, dễ thương lắm. Xanh 42 đi mấy chị, ai đó xanh chút mà xanh 42.000. Ngủ sexy đi mấy chế ơi, mùa này nắng nóng mang mấy bộ này là thôi rồi. Rồi tiếp giùm em luôn là hồng 42.000. Chị nào lấy hồng chút mã hồng 42 nha. Hồng 42. 40 đến 55 cân giùm em luôn mấy chị. Mấy cái này là hả? Có mất ngọt hết. Mấy cái bộ này có mất ngọt hết nha mọi người nha. Rồi qua cho em luôn là nu 42.000. Chị nào lấy nu chút giùm em luôn mã nu 42. Dễ thương lắm. Rồi nu cho em luôn 42 nha. Ngủ sexy có bút ngực giùm em, ai đi nu chút nu. Nu hồng xanh đi mọi người ơi, nu hồng xanh 42.000 một bộ thôi. Rồi cái bộ vàng Barbido này giùm em luôn mấy chị, vàng Barbido này dễ thương lắm. Bộ vàng Barbie doll này cực kỳ là dễ thương cho mấy chị luôn. Trời ơi xinh lắm luôn nha mấy chị nha. Rồi vàng Barbie doll này cho em luôn mấy chị 60.000, đẹp lắm. Vàng Barbie doll này bầu bí muôn trang được giùm em nha mấy chị ha. Mặt nhà mặt ngủ này dễ thương nè. Rồi chốt giùm em luôn mấy chị vàng 60. Vàng cho em luôn 60 mấy chị dưới 57 cân. Mã vàng 60. À đấy vàng chốt vàng 60. Rồi qua cho em luôn là hồng 60. Chị nào lấy hồng chút giùm em luôn là mã hồng 60 nè. Lụa Barbido nha mấy chị ha, hồng 60 dưới 57 cân. Hồng 60 dưới 57 cân, ai lấy hồng chút hồng. Rồi qua mấy chị luôn là mã rút nè, chị nói rút chút rút nè. Rồi rút cho em luôn mấy chị 60.000.
Bộ này dễ thương lắm, rút 60. 40 đến 57 cân chút mà rút 60. Ờ đúng không? Bóc em đồ lên đây. Mấy cục ngố lửng. Lên tay còn 3-4 bộ ngố nó xanh đây thì bán luôn. Rồi đầm ngủ này 35 kèm quần. Thì nào lấy đầm ngủ chút cho em luôn đầm ngủ nha, 35.000 kèm quần này. Hồng 60 luôn nha chị Kim Dung nè. Rồi chút đầm cho em luôn 35.000 mã đầm 35. Ngố mà em xách cái gì vậy? Rồi đầm cho em luôn 35.000 nha mấy chị kèm quần nha. Chị nào lấy đầm chút mã đầm 35. Đầm 35 kèm quần em như còn cái này. Mấy bộ đó là ngố kìa, còn cái bộ cam đó là đùi kìa, em không nhìn nữa em. Gì mà cứ cầm go go đi vậy trời. Rồi lên cho em luôn là ngố xanh sẽ tà cho em luôn mấy chị 70. Chốt giùm em luôn là ngố xanh 70, 40 đến 55 cân. À lên ngố xanh chốt giùm em luôn ngố xanh mấy chị màu xanh thịnh quá trời luôn nha. Cái này ngố sẽ tà một bên mấy chị dễ thương lắm màu xanh nè. Rồi chốt xanh cho em luôn 70 mấy trời, chốt ngố xanh 70. 40 đến 55 cân giùm em nha, ngố sẽ tà luôn. À lên ngố xanh, nhắc mãi ngố xanh giùm em nè, dễ thương lắm. Áo khoác xanh, áo khoác xanh đậu có xây mờ không? Áo khoác xanh đậu có chị, có luôn hay sao á? Rồi thái bò cho em luôn 49.000 áo nha mấy chị. Áo bò cho em luôn 49.000 mấy chị ha, thun thái chữ theo nè. Bò 49 mấy chị dưới 57 cân. Chốt giùm em luôn là bò 49 nha mấy chị, áo thun thái nha. Bò 49 với 57 cân, chút mã bò nè. À lấy bò chút bò. Rồi bộ đen đùi mấy chị ơi, đen đùi thông thái cho em luôn 85. Rồi đen cho em luôn 85 mấy chị, 40 đến 57 cân nha. À lấy đen chút giùm em luôn là mã đen 85 nè, 40 đến 57 cân mấy chị. Đen 85.000. Đen 85.000 bộ đùi thông thái nha, chút đen 85. Đen 85. Rồi ngố đen sẽ tà này cho em luôn 70.000. Đen sẽ tà này cho em luôn 70. Chút mã ngố đen 70. 40 đến 55 cân giùm em nha mấy chị ha. Ngố sẽ tà đen nha. Rồi đen cho em luôn 70. Mã đen 70. Đen cho em luôn 70 nè. Rồi khoác xanh đậu này có size ML. Khoác xanh đậu này là có size ML nha. Khoác xanh đậu có size ML 201. Khoác xanh đậu này size ML 201. Đầm đang mang chốt của mấy chị 119.000. Đầm bò đang mang 119.000, chị nào lấy chốt nha. Đầm màu bò này, màu xanh mạ này, màu trắng và màu đen 119.000 mà đầm đang mang. Rồi ngố xanh thông thái này cho em luôn 95.000 dưới 57 cân. Ngố xanh 95 dưới 57 cân, chút mã ngố xanh 95 dùm em nha mọi người. Ngố xanh 95 với 57 cân nè. Rồi ngố hồng cho em luôn 95.000 mấy chị, ngố lẫn thun thái, ngố túi hai bên. Ngố hồng cho em luôn 95.000. Chị nào lấy ngố hồng chút cho em luôn ngố hồng 95.000. Rồi, mã này chút giùm em luôn là ngố đen mã 1. Ngố đen cho em luôn mã 1 70.000. Ngố đen cho em luôn mã 1 70.000. Đầm đang mang đầm trắng 119.000, chốt đầm trắng 119 giùm em nè. Đầm trắng với chị 119.000, chị nào lấy chốt nha. Màu trắng nè, màu đen nè và màu xanh là 119.000 một đầm. 47 cho đến 57 cân là mấy chị mang vừa nha. Đầm đen nè, đầm xanh nè, 119.000. Chị nào lấy đầm đang mang thì chốt nha mọi người nha. Đầm xanh, đầm đen, đầm trắng và đầm bò 119.000 một đầm. Rồi khoác cam này em Nhi còn một cái mấy chị 60. Khoác cam theo này còn cái 60 nha, dưới 55 56 cân ha. Chị nào lấy khoác cam cho mã khoác cam 60. Khoác cam cho em luôn 60 dưới 57 cân. Chị lấy cam bữa mua hàng bên em gọi chốt là không biết nghe máy chị nha.
Mà mấy bữa nay em thấy chị hay du đọc á, em sẽ gửi cảnh báo ra cho chị một lần nha. Mà chiều nay mà em bên em gọi không nghe máy một lần nữa là bữa sau em không có dám bán cho chị nữa đâu nha. Mua hàng đó mấy chị giữ máy chốt đơn dùm em mấy chị, chứ mua xong mấy chị khí ra đó. Nhiều gọi điện chốt đơn có nghe máy đâu. Rồi bộ đen ngủ này cho em luôn 42.000 nè. Rồi đen cho em luôn 42.000 nè. Chốt mở đen 42 nè. Đen ngủ 42.000 mấy chị ha. Có mức ngực nha, đen 42 40-55 cm, chốt mở đen 42. Rồi đồng trắng đang mang của chị Mai Sương, ok chị nè. Đầm bò đang mang của chị Nga Huỳnh nè. Lấy quát xanh đậu này 52 cân nè. 52 cân là chị mang mờ thôi hả? Em sợ ôm lắm á nha. 52 cân là mang lờ ấy. Đen 42 ngủ luôn á chị Khả Gôn ghé nè. 52kg là chị mang lờ được rồi. Chứ mờ là nó ôm sát nữa, nó ôm tay chị đó. Rồi đầm đang mang chút giùm em luôn là xanh mấy chị, xanh 119 cái xanh mạ này cực kỳ trắng nha nha. Rồi xanh cho em luôn 119.000 nè, ai lấy xanh chút xanh nha mấy chị nha. Đầm đông mang còn một xanh với màu trắng đó là em nhi hết á. 119.000 một đầm đẹp lắm. Xanh trắng hai màu giùm em 119.000 nha. Chị 52 cân chị lấy CL đi. CM em sợ nó ôm tay á. Lấy chị đầm đen với bò, nãy một cái bò rồi hả? Ơ à, nãy là cái gì? Lý Trang màu gì? Lý Trang màu đen. Lý Trang màu đen à, chị giờ em hết bò rồi, em còn trắng với xanh bơ. Lờ cho hình Ngọc Dung nè. Áo khoác xám 45kg là CM là được rồi chị. Khoác à, cái đầm đông em như còn màu trắng với là màu xanh bơ thôi. Chị Lý Trang có lấy thêm một chút thêm nha chị nha. Màu trắng thì nó dễ để trung, còn màu xanh thì nó trắng da nè. Xanh nha chị Lý Trang nè. Rồi đầm em như còn hai cái trắng, chị nào lấy thì ủng hộ luôn giùm em nha. Đầm em như còn hai cái trắng nè. Đầm đông mai còn hai cái trắng, chị nào lấy thì chốt giùm em 119.000. Rồi em như thay mẫu nha mấy chị, đợi em như xíu nha. Ôi lên cái đầm này xinh lắm mấy chị ơi. Một lên một cái đầm thiết kế nữa nè mấy chị. Mã đầm thiết kế nữa mọi người ơi. Trời ơi cái đầm này thôi rồi luôn. Đầm này làm thôi rồi chứ mấy chị luôn. 117.000 một đầm thiết kế giùm em luôn nha. Rồi mẫu đang mang chút giùm em luôn là nâu đen hai màu 117.000. Nâu đen 117.000 kèm số họ chút đơn liền liền cho em nha mấy chị ơi. Ôi đầm đẹp quá mấy chị. Đầm đi tiệc cực kỳ cân cho mấy chị luôn nha. Đen nâu 117.000 kèm số họ chút đơn. Rồi đầm này là bữa em nói với chị là bữa nay em như bán đầm được lắm. Tại shop hay cách tỉnh cũng vậy hết. Tại mùa đây là mùa cưới mấy chị, tranh thủ cưới rất là nhiều luôn. Đó nên là hả mấy chị chốt vài em đầm về rồi mang mọi người ơi. Mang đi tiệc nha. Rồi đầm nâu cho em luôn 117.000 trở xinh quá à. Nó đơn giản thôi mấy chị, mà mang lên form là siêu đỉnh luôn á. Phía sau có gì kéo giùm em nha mọi người nha. Đen nâu hai màu. Ủa cái này y hình em như ốc luôn mọi người, đẹp quá à. Đen nâu hai màu giùm em luôn mấy chị, 117.000 một đầm. Không đẹp không lấy tiền luôn nha mấy chị ha. Phía sau có dây kéo giùm em mấy chị, phía sau có dây kéo siêu đẹp luôn. Đây, phía sau thì đơn giản không như vậy thôi mấy chị, dây kéo ngang thôi, phía trước phía sau là như một thôi. Đẹp ha, xuất sắc luôn. Rồi đầm này là từ 47 cho đến 55 cân là mấy chị mang chuẩn form luôn nha. 47 cho đến 55 cân, 55kg là mấy chị chuẩn form luôn. Đơn giản thôi mấy chị mà lên form thấy đẹp giả mang luôn á. Nâu đen hai màu 117.000 một đầm. Rẻ chưa mọi người? Đi đám tiệc xong mấy chị hai mang đi du lịch nè, rồi mấy chị mang uống cà phê đều được luôn. Giá cực kỳ ưu đãi luôn nha mọi người ha.
đen nâu 117.000 giùm em, 47 cho đến 57 cân là mấy chị mang ok mã này nha. Dễ thương lắm mấy chị, ôm sát ngực cho mọi người luôn nè. Phơn nhán rất là đẹp luôn mọi người ơi, 47 đến 57 cân. Chị nào lấy đầm Long An thì mấy chị chúc liền nha, dễ thương quá. Cho xem áo khoác hả? Khoác xanh này em Nhi còn cái đẹp lắm nè. Khoác xanh này em Nhi còn một cái nè, 201 này, khoác thể thao nè. Màu xanh này còn cái duy nhất luôn á. Khoác xanh này 201 còn cái này, chị nào lấy chốt giùm em nè. Form này 60 cân mấy chị mang vừa luôn nha. Form khoác xanh này 60 cân mấy chị mang vừa giùm em luôn, dạng thể thao mấy chị bao chắc bền. Khoác xanh em Nhi còn cái mấy chị 201. Khoác này dưới 60 cân là mấy chị mang vừa luôn giùm em nha. Rồi khoác xanh cho em luôn 201, chị nào lấy chốt nè. Đầm Nam An đẹp lắm mấy chị ơi, em có thì cam kết 117.000 mấy chị ghiền luôn á. Dạng hàng quá xinh đi đám mấy chị vô tư. Đây 117 cho Kim Dung nè. Nô Đăng Mang cho Nguyễn Linh nè. 117 ngàn một đầm Đăng Mang, mấy chị giúp liền đi, quá rẻ luôn. Đầm Đăng Mang không có trắng tình yêu ơi. Đầm Đăng Mang như chỉ có màu đen với màu nâu hai màu thôi. Đen nâu hai màu. Màu trắng thì qua đầm khác. Đó, đầm Đăng Mang như có hai màu thôi mấy chị, màu nâu và màu đen hai màu nha. Đẹp lắm. Đơn giản thôi mấy chị, phần ơn tắt ngực cho mấy chị nè, đầm nè. Đó, phía dưới chỗ này nó hơi xẻ nhẹ cho mấy chị một xíu ha. Mang cưng chưa? Mấy form bây giờ đang thịnh lắm mấy chị nha. Có 117.000 cái đầm mà mấy chế rẻ bèo luôn á. Rồi, cái đầm trắng được không chị Nguyễn Vy ơi? Đầm trắng này đẹp lắm chị. Đầm trắng này cực kỳ đẹp luôn. Nãy em mới thay mẫu này ra luôn á, màu trắng này mang VIP luôn. Nè. Đầm trắng này đẹp lắm luôn nè chị. Đầm trắng này là 119.000. Rồi đen luôn nha chị Mỹ Tiên nè. Đầm đang mang 117.000 mấy chị chốt đơn nha, cực kỳ rẻ. Rồi nu luôn anh chị Huỳnh Hiền Gá nè, đang mang là 117 nè. Đầm đang mang mấy chị 47 đến 57 cân mấy chị mang vừa giùm em nha. Đơn giản thôi. Mà dễ thương lắm, cái phần này ôm mấy chị, phần eo ôm và phần dưới nó hơi xè một tí. Hơi xè một xíu thôi nên chị nào có bụng nó sẽ che khuyết điểm cho mọi người luôn, ok luôn nha. Đen nu hai màu 117.000 của đầm đang mang. Chị nào lấy thì nhanh tay chút liền giùm em Nhi. Rồi đen cho em luôn mấy chị ơi, khoác tím này giùm em luôn 201. Tím hai màu thể thao này bao đẹp luôn nè. Rồi khoác tím này cho em luôn 201, chị nào lấy chốt nha, bên trong có túi trong giùm em nha mọi người. Rồi đây mã khoác tím này giùm em, ối xồi ôi luôn. Rồi khoác tím này giùm em luôn mấy chị 201 nha mấy chị ơi. À nó khoác tím luôn, mã khoác tím này giùm em nha, dễ thương không? 201 giùm em mấy chị, chốt liền mấy chị ơi. Rồi đen cho em luôn là khoác xám mấy chị 201. Khoác xám cho em luôn 201 nha mấy chị, cái này hàng thể thao nha. Bao chất liệu bền xịn luôn. Bao giặt mấy giặt cho mấy chị luôn, không nhăn không sồ không sệ giùm em. Ốc mấy áo khoác này thể thao này bên trong á là nó có túi trong cho mấy chị nha. Thì Tâm Nguyễn mua hàng cảnh báo này, mua hàng đâu gọi chốt đơn được đâu chị. Mua hàng đâu gọi chốt đơn đâu chị Thị Tâm Nguyễn này, em thấy cảnh báo nè. Mua hàng mấy chị giữ máy chốt đơn giùm em chứ mọi người chết em luôn á. Mua hàng không chốt đơn được rồi, đập quá trời lên rồi không chốt được thì chết em. Mấy áo ba lỗ dưới dây chị để đi đầu kẻ đem qua đây. Đầm đang mang chế nào lấy thì chốt thêm nha, chốt liền nha mọi người nha. Đầm đang mang nu đen hai màu 117.000 giùm em. Áo thể thao 201 em ơi. Mấy cái đầu kẻ chị để sẵn đấy em thấy không? Rồi. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi, đặt hàng chắc chắn bấm bi một lần không đổi không xả gì giùm em nha. Rồi đậu này cho em luôn mấy chị, mã đậu. Rồi đậu này cho em luôn mấy chị, đậu thái đùa này còn bộ này sale 65.000 nè. Rồi đậu cho em luôn 65.000 ha, chốt mã đậu 65. Đùa thái này em Nhi còn một bộ nè. Rồi đậu cho em luôn 65 mấy chị, đùa thái có túi chứ 57 cân nha. Rồi chốt đậu 65 giùm em mấy chị ơi. Đậu 65. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, sọc hồng. Sọc hồng giùm em một cái áo ba lỗ mấy chị, một cái quần giả váy 95.000. Rồi set hồng này cho em luôn 95.000, dễ thương chưa? Quần giả váy hai bên có túi giùm em nha mọi người nha. Rồi chốt hồng cho em luôn 95.000, bụp liền mấy chế. Hồng 95.000. À lấy hồng chút, mã hồng 95 nè. Hồng 95 mấy chị, set giả váy hai bên. Giả váy có hai bên nè.
Rồi tiếp cho em luôn á chị này. Rồi đen thái cho em luôn 65.000 dưới 57 cân hai bên có túi. Rồi đen thái 65 á chị, dưới 57 cân hai bên có túi. Chút mã đen thái 65. À lấy đen thái, chút mã đen thái 65 giùm em nè. Rồi một mã áo caro này cho em luôn 45.000 á chị, form áo này mang đúng dị thương luôn. Caro 45.000. Khoác hồng 201. Khoác hồng gì ta? Ủa, làm gì có hồng ta? Tím. Khoác tím này đúng không? Tím hai lơ hai màu này. Tím à. Chị Hồng Hiền nè. Đầm đang mang 101 chị ơi. Lại kia lấy thêm mấy cái màu ở đây em có đây mà đây chị. Ở đây có xám hai màu với lại màu xanh thôi. Rồi caro cho em luôn 45.000. Caro cho em luôn 45.000 40. Caro cho em luôn 45.000, chút mã caro 45 giùm em nha. Caro 45. Caro cho em luôn 45. Rồi khoác xám này cho em luôn 201. Khoác xám cho em luôn 201 với chị, chút mã khoác xám 201 thể thao đẹp. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, xám 201 kèm số hỏi chốt đơn giùm em. Trời ơi này khoác thể thao chắc bền của túi ha. Túi trong nha mấy chị ha. Xám 201 một khoác đang mang. Đẹp lắm mọi người, thể thao chắc xịn luôn. Rồi đầm đang mang thì tại em có nu đen hai màu. Hả? Đầm đang mang là em như có màu nu chứ là màu đen nha chị nha. 117.000 một đầm. Chị chốt giùm em là đen nu 117 giùm em nha. Đen hoặc nu 117.000. Màu đang mang chút nu chị ơi. Màu đang mang chút nu. À, chị lấy nu lấy đen thì chốt giùm em nha. Khoác xám đang mang 201 đẹp quá trời luôn. Mà Linh Trần ơi giúp cái mang nè. Mấy cái form áo khoác thể thao này đẹp lắm. Cực kỳ đẹp luôn. 201 giùm em khoác xám 201. Bóc mấy cái khoác thể thao trên cây xuống đây. Mấy cái màu rồi khoác xuống đây. Xanh rồi gì xuống đây. Khoác thể thao túi lên trên kìa. Rồi nu 117 luôn nha chị. Kỳ Thư để số hộ giùm em nè. Mẫu đầm đang mang nu nè. Đầm đang mang màu nu chứ màu đen hai màu, chị nào lấy chốt nha. 117.000. Đầm đang mang nè mấy chị, đen nu hai màu 117.000, chị nào lấy chốt. Đen nu hai màu 117.000 đầm đang mang ha. Có riêng ngố luôn, có luôn chị. Chị bao nhiêu ký? Chị kêu lấy khoác thể thao tự nhiên cái là lấy cái gì vậy? Khoác thể thao chị đăng like nè. Rồi cam này cho em luôn mấy chị 65.000, có cổ Boris giùm em nè, cam 65. À lấy cam chút giùm em luôn là mã cam 65 nha mọi người nha. Rồi cam cho em luôn 65.000 40 đến 55 cân. À lấy cam chút mã cam 65 giùm em nè. Cam 65 này áo có cổ nè. 46 ký mét 48 mang M. Riêng ngố M. Rồi xanh này cho em luôn á chị, xanh ba lỗ còn cái 49.000. Xanh này cho em luôn 49.000 đi, xanh này đẹp lắm, ba lỗ này mang đúng dễ thương. Rồi xanh cho em luôn 49 đó mấy chị ha, chắc đẹp đó mấy bà ơi, chắc này nè. Chắc này cực kỳ mát luôn. Rồi xanh cho em luôn 49 đó mấy chị, 40 đến 55 cân nha. Kỳ Thư đặt hàng lấy số Kỳ Thư ơi. Rồi qua cho em luôn mấy chị hồng 49.000. Hồng cho em luôn 49.000 ba lỗ mấy chị. Hồng 49 anh lấy hồng, chút mã hồng 49 giùm em nè. Rồi mã dây trắng này cho em luôn mấy chị, dây trắng Boris nha. Rồi dây trắng này cho em luôn 35.000 chắc Boris nè, mã dây trắng 35. À lấy dây trắng chút giùm em luôn, dây trắng nha 35.000. Dây trắng 35.000 Boris mấy chị. Hồng 49 luôn cho kim vô. À lấy trắng chút mã trắng 35 giùm em nha mấy chị ha, trắng 35.000. Áo dây là mang đẹp lắm á. Rồi có ba lỗ xanh này đẹp, sao mấy chị không lấy ta? Sale có 49.000, mã này đẹp lắm. Áo ba lỗ này mang đây dễ thương lắm. Nè. Đó, form đẹp lắm á chị. Mang quần đùi này kia, quần ngối cũng được nè. Xanh 49 này đẹp mà còn cái dễ thương lắm. Rồi tí giùm em luôn, chị lên số đi. Lần sau mua hàng khỏi phải hỏi chị ơi. Ghé tỉnh thì cũng lên số giùm em đi chị. Rồi tiếp nha mọi người ơi. 185. Rồi cái dây này chốt giùm em luôn mã dây nè, dây này cho em luôn 15.000.
Rồi dây này cho em luôn 15 ngàn chắc bô rip nha mọi người. Dây 15 còn cái. Chị nào lấy dây 15 chút thì em luôn mã dây 15. Rồi dây 15 nha, chị nào lấy dây chút dây 15. Rồi lên tiếp giùm em luôn là dây nu 49 ngàn. Dây nu cho em luôn 49 ngàn mấy chị, dưới 57 cân nè. Dây nu 49 ngàn 57 cân nha. Rồi dây xanh giùm em luôn 49 ngàn. Dây xanh dây nu cho em luôn 49 ngàn, chị nào lấy chốt nè. Dây 15 luôn chị đầu liên nha. Trời ơi chị bỏ em rồi, em lấy gì em ăn, em ăn cơm chị chết em. Dây nu 49 luôn cho Kim Dung nè. Rồi Kỳ Thư này bỏ số họ vô dụng qua ghé nha. Rồi ba lỗ đen cho em luôn mấy chị 45.000. Đâu đâu chị coi. Lẫn ngăn ngăn phải không? 175. Đó này chốt giùm em luôn ba lỗ đen mấy chị 40.000. Ba lỗ đen này cho em luôn 40.000, chị nào lấy chốt nha. Ba lỗ đen 40 chắc full rip á mấy chị. Rồi dây xanh này cho em nè, dây xanh nè. Rồi dây xanh nè. Đen nè. Đen 45 cho Kim Dung nè. Rồi lên cho em luôn là dây nha, xanh 49 nè, dây xanh 49 nè. Dây xanh này cho em luôn 49 chắc đẹp lắm mọi người. Rồi chốt dây xanh 49 giùm em luôn còn cái à. Rồi có chị nào lấy bộ áo em đang mang không? Áo ba lỗ đang mang còn cái thì nào lấy chốt nha. Ờ, chị lên cái đầm cổ vuông mới đăng đi, đợi xíu đăng lên từ từ nè em ơi. Ba lỗ xanh đang mang 49 ngàn, chị nào lấy chốt nha. Ba lỗ xanh đang mang 49 ngàn. Rồi lên đầm đang mang mấy chị còn hai cái, chị nào lấy thì chốt nè. Đầm nu đang mang 117 ngàn. Đầm nu đang mang nè. Nu 49 là cái gì vậy ta? Phạm Nguyên nu 49 nào ta? Ủa nãy em đọc cái gì nu 49 đó nha. Này bao nhiêu chị? Lên đúng không? 100. Rồi xanh, xanh này cho em ha. Xanh 49 nãy em đọc cái gì chất lượng không? Rồi xanh này cho em luôn 49. Rồi dây xanh luôn 49 giùm em luôn, dây xanh luôn. Đó. Cái nu nào em biết cái nu nào ta? Cái nu nào đây đâu đó. Rồi lên luôn đầm đang mang mấy chị ơi, nu 117 ngàn nha. Nu đang mang 117 ngàn, một cái đầm đang mang dây dễ thương quá trời luôn mấy chị. Rồi đen giùm em luôn 117 ngàn. Chị nào lấy đầm đang mang thì chốt nha mọi người. 47 cho đến 57 cân là mấy chị mang vừa. Đầm đang mang cực kỳ dễ thương luôn, đúng rồi. Rồi khóa xanh đậu này giùm em mọi người ơi. Dây nu hả? Dây nu hết rồi chị ơi. Em còn cái dây xanh lá kìa. Xanh lá giờ đang thịnh đi, quá cái xanh lá đi chị. Rồi phát xanh này cho em luôn 201 mọi người. Phát xanh đậu thể thao này cho em luôn 201, xanh đậu này đẹp lắm. Ba lỗ xanh 49 của Lina Bell nè. À kem body coat có về rồi đó chị Lina Bell ơi. Rồi lên cho em luôn là phát xanh 201 mọi người ơi. Khoác xanh cho em luôn 201 nha, chị nào lấy khoác đăng mai thì chốt. Khoác xanh cho em luôn 201 với chị. Rồi khoác sọc cho em luôn 201 nè. Chị nào lấy khoác sọc chốt cho em luôn khoác sọc 201 với chị, khoác thể thao đẹp ơi là đẹp. Bao chất liệu luôn á mọi người ơi. Khoác thể thao này đẹp lắm. Rồi khoác xanh khoác sọc giùm em luôn 201 một áo nha. Chắc bền ơi là bền luôn á mọi người. Bền xịn luôn á. Đi ra bè lên số giùm em đi chị. Rồi tiếp giùm em luôn cái này. Lên luôn ngố này. Ngố đen xây mờ nè. Rồi chốt giùm em luôn là xanh mờ nè. Bỏ qua khách ghé đi. Rồi xanh mờ này giùm em luôn mấy chị. Xanh mờ 129 ngàn. Cái này hàng riêng ngố co giãn đáy cao giùm em nha. Rồi lên cho em luôn là xanh mờ 129 ngàn. Xanh mờ 129 ngàn. Hot xanh nữa lấy xây mờ để em coi nữa đã. Lại coi cái áo khoác này còn size gì em. Dưới kia có xanh này còn size gì. Khoác thể thao hai màu xám đen còn không. Khoác thể thao hai màu xám đen còn luôn đây bà ơi. Chốt thì bà đẹp lắm. Khoác thể thao hai màu này đẹp xuất sắc luôn. Size gì? Màu xanh mà. Xanh đậu á.
Xanh đậu hết size M rồi chị ơi, còn L. L được không? Có xám hay màu này đẹp nè, xám hay màu này xinh nè. Xám hay màu, đưa coi cái xám hay màu này màu gì vậy? ML. Xám hay màu này có ML hay sao á? ML. Xám hay màu ML 201. Xanh M 129 ngàn, chị nào lấy chốt nha. Xanh M 129 ngàn. Rồi xám M giùm em 129 ngàn. À đấy, xám M, chốt xám M mấy chị 129 ngàn giùm em nè, mã xám M. Khoác xám hay màu ML nha, 201. Trắng là cây không có đâu chị ơi. Rồi cái này chốt giùm em á chị, cái này mã chốt giùm em luôn là mã trơn M 129 ngàn. Trơn M 129 ngàn, chú mã trơn M giùm em ha. Trơn M 129, ai lấy trơn M chút trơn M 129. Rồi cái phát vàng này đẹp lắm á chị, 169 ngàn mẫu mới nè. Rồi khoác vàng cho em luôn 169 ngàn nha. À nó khoác vàng, chú khoác vàng giùm em là 169 ngàn. Có này dạng lây bầu đẹp lắm á chị, dễ thương lắm. Rồi vàng 169, chị nào lấy khoác đâu mai thì chốt nha. Vàng 169. À lấy vàng chú vàng 169 giùm em á chị, dễ thương lắm. Vàng 169 ngàn. Chị nào lấy vàng chú vàng. Đưa mấy đồng đi cây mà chị phân ra để ngoài cùng cái chỗ có đóng ngố á. Ngoài cùng là từ cái ngoài cùng với phía trong đây nè. Rồi vàng 169 gì nào lấy chốt nha. Đầm đăng mang chốt giùm em luôn, nu đen 117 ngàn. Khoác nào cũng có mũ hết đó chị, cái nào cũng có mũ hết. Đầm đăng mang nu đen hai màu nha, 117 ngàn, chị nào lấy thì chốt giùm em ha. Đầm nu đang mang 117 nghìn. Rồi chống nắng này giùm em luôn á chị, vàng nó phơm vừa vừa, không ngắn không dài. Rồi này chốt giùm em luôn á chị ơi, nước hoa chân dài đó chị. Ờ tối về mai có chị, chứ giờ em đang hết rồi. Rồi chống nắng giùm em á chị, vừa mặc vừa body nha, xe mấy chị luôn 40 nghìn. Chống nắng vừa mặc vừa body giùm em luôn 40 nghìn, chị nào lấy chốt nha. Rồi chốt mã chống nắng 40. Chống nắng cho em luôn 40. Vừa mặc vừa body đều được mọi người. Bữa nay đi biển nhiều nè, mua chống nắng về xài mấy chị ơi. Rồi cái đầm maxi hoa này còn cái mấy chị, xe luôn 35 nghìn. Rồi đầm hoa đen này cho em luôn 35 nghìn, em còn cái mấy chị, dạng đầm qua gối nha mọi người, bệt vai hoặc là ha cổ vuông gì cũng được hết. Rồi mã hoa đen 35 nghìn, hoa đen còn cái mấy chị, bán mấy chị luôn 35 nghìn, dưới 57 cân nha. Hoa đen 35, hoa đen 35 mấy chị, dưới 57 cân chú mã hoa đen. Rồi cái đầm body màu kem này dùm em luôn còn cái mấy chị ơi, đầm body nu nhúng này dễ thương lắm. Trời ơi đầm này xem mấy chị 50 nghìn ha. Bao chất liệu luôn á. Rồi lên cho em luôn là đầm nu mấy chị 50 nghìn nè, đầm body nhúng mấy chị. Cái nhúng này mấy chị lên form đẹp lắm, không có thấy bụng nha mấy chị nha. Rồi đầm nu 50. Chị nào lấy đầm nu chút giùm em luôn, đầm nu 50 40 đến 55 đến 6 cân, mã đầm nu 50. Rồi dây nu này em Nhi còn một cái mấy chị 99 ngàn dễ thương lắm. Dây nu em Nhi còn cái 99 ngàn. Hoa đen luôn chị Huệ tạ lấy số hộ giùm em chị 35 nghìn. Đầm này treo cây mỗi thứ còn cái luôn, em bán mấy chị đại ba mấy chục nghìn. Rồi này chốt giùm em luôn là dây nu với chị, cái đầm này mang lên dễ thương lắm. Dây nu 99 ngàn. 40 đến 57 cân ha, chốt dây nu 99 giùm em nha. Dây nu 99 ngàn. Rồi đầm suông kem này cho em luôn mấy chị 55 ngàn dưới 60 cân. Suông kem 55 ngàn dưới 60 cân, chú mã suông kem giùm em nha. Suông kem còn cái nè. Rồi dây nu luôn mấy chị Huỳnh nè. Khe pha Huỳnh gì đó này, số điện thoại đi chị ơi. Rồi lên số giùm em đi chị ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn á chị, suông kem 55 ngàn. Chị Huệ tả lên
số giùm em đi chị ơi. Cái đồng dây nu này nè, chỗ kia còn cái màu gì á, màu vàng với màu xanh xanh gì đó. Ở bên cái cây phía bên này nè. Rồi lên cho em luôn là suông nu. Rồi suông nu á chị, mẫu này dễ thương lắm, bò bí mon chen được nha, 55 ngàn không? Suông nu cho em luôn 55 ngàn. Suông nu 55 ngàn. Rồi tiếp giùm em luôn một cái đầm sơ mi màu cam. Trời ơi đầm này mang đẹp lắm. Dây rút hai bên nè mấy chị, xuất sắc luôn á. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ha. Trời ơi đầm cam sơ mi đẹp chưa. Rồi xe mấy chị luôn 109 nha. Rồi cái này chốt giùm em mấy chị ơi. Không có sợ ngón đâu chị. Rồi lên cho em luôn là đầm cam 109 ngàn. Dạng đầm sơ mi là thanh lịch giả mang luôn. Rồi lên cho em luôn là cam 109. Cam 109 nha mấy chị, 40-55 cân. Rồi dây vàng cho em luôn 99 ngàn là chị Huỳnh Hiền ơi, còn dây vàng. Dây vàng cho em luôn 99 ngàn, dễ thương lắm. Đơn giản thôi, đi tiệc đi ô, không ai nghĩ là 99 ngàn. Cái này mỗi thứ còn cái sale nhanh đấy. Rồi dây xanh luôn mấy chị, màu xanh cũng đẹp lắm nha. Màu xanh lên da đó, màu xanh này lên da trắng da lắm. Rồi dây xanh cho em luôn 99 mấy chị. Đầm này coi giãn theo người. Đó. Rồi đầm đang mang chút giùm em nu 117 ngàn tình yêu ơi. Nu thiết kế đang mang 117 ngàn giùm em nha. Rồi đen cho em luôn 117 ngàn nè. Đen nu 117 ngàn, chị nào lấy thì nhanh tay chốt giùm em luôn. 47 đến 57 cân nha. Rồi hải trà dây vàng, trời ơi bữa giờ mới thấy chị luôn á. À lấy dây xanh chút giùm em luôn, dây xanh nè. Màu xanh này mang đi trắng da đẹp lắm mấy chị. Dây xanh 99 ngàn như còn cái nha. 40-57 cân. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Rồi dây xanh luôn cho Nguyễn Vy nè, hết nè. Rồi lên cho em luôn mấy chị, suông đen có cổ 50.000, suông đen 50. Suông đen cho em luôn 50 mấy chị, dưới 57 dưới 60 cân cũng mang được luôn nha. Rồi lên cho em luôn là đen 50 đi cho nhanh mọi người. Đầm đen có cổ này, logo theo nè. Vải cô tâm cực kỳ mát luôn mấy chị, 50.000 thôi. Chốt mã đen 50 giùm em nhé. Đen 50 dưới 60 cân mọi người nha. Đen 50 dưới 60 cân. Ờ, xem nu sau thử em hả chị? Em coi thử. Nu đang mang 117 luôn cho anh Phương Trần. Ok chị nè. Xem nu và chị nu. Nè ba nu đây hả? Cái nu body này em xả hả? Xả mà xả mềm giá thì thôi rồi 50.000 thôi chị. Cái đầm body nhúng với chị biết rồi. Cầm vậy nó không có đẹp nha, nhưng mà đã là cái nhúng á, mấy chị mang lên cái phone nó rất là đỉnh. Với lại nó che khuyết điểm cực kỳ ok luôn. Rồi lên cho em luôn mấy chị ha. Body nu 50.000. Em xả đại luôn á, chắc vải rất là dày dặn luôn, có cái à. Body nu 50. Đầm đang mang chút nu giùm em 117 nha, sale luôn. Đầm nu đang mang 117 nè. Rồi đầm đen đang mang 117 nè. À lấy đầm đen chút giùm em luôn, đầm đen 117 nè, đầm nu 117 chị nào lấy chốt nha. Mẫu đầm đang mang rất là đẹp luôn. Nu 50 cho chị Hải Trà đúng không? Xem móc phát vàng này em mang rồi mà ta, em mang em coi rồi mà. Ôi trùng. Em coi cái nhúng body trên cây còn màu nào không em? Nhúng đó. Rồi khoác vàng 169 ngàn mấy chị, mẫu mới còn cái nè. À lấy khoác vàng chút, khoác vàng 169 ngàn. Khoác vàng cho em luôn 169 ngàn mấy chị, áo khoác dạng lê bầu hay đăng thịnh bây giờ nha. Khoác vàng 169 ngàn có cái à. Đầm đang mang 47 cho đến 57 cân mang ok nha chị ơi. Bữa nay em đang sale mấy cái mẫu đầm mà em treo á, mà trên cây trên trả số bán còn cái mấy chị. Em sale luôn cho nó gọn hàng. Rồi chế nào lấy khoác vàng chút, khoác vàng 169 ngàn, mã đồng nó nhúng ở chỗ cái quần ngố đó. Rồi khoác vàng 169 ngàn giùm em nha. À nó khoác vàng chút, mã khoác vàng nè. Ốc khoác thì thôi á, mấy chị khỏi phải bàn cãi luôn, rất chắc rất rồi. Ở không? Chị nhớ có màu đen, màu gì nữa mà ta. Đầm đang mang 47 cho đến 57 cân giùm em chị ơi. Đầm đang mang em có màu nu với màu đen là 117 ngàn nè. Nu 117, đen 117 giùm em nha. Chị nào lấy đầm đang mang thì chốt ha. Body nu 50 đó em nghe hết rồi. Rồi tiếp cho mấy chị nè, mã đầm công chúa nè. Rồi mã đầm công chúa nè, xịn giùm em nha. Rồi đầm đang mang một cái nu luôn 117 cho hoa quỳ nè.
Rồi tiếp dùm em luôn có mã đầm công chúa nè mấy chị. Trời ơi xinh xỉu luôn. Rồi lên mã đầm công chúa này dùm em luôn. Chốt đen 99 ngàn em ngất xỉu tại chỗ luôn á mấy chị. Đen cho em luôn 99 ngàn mấy chị ha. Cái chất này nè. Đó chất này nha mọi người ha. Em sale cho ăn mấy chị 99 ngàn cái mã thiết kế công chúa này cho mấy chị luôn. Hổng đẹp em như không lấy tiền luôn nha. Mẫu này em bao mấy chị mai đi đám mấy chị đi sinh nhật đồ cắt kiểu đà biểu được dùm em luôn. 99 ngàn mấy chị quá ok. Đó cái tùng để mấy chị cầm nè. Cái tùng nó xòe nha mấy chị ha, đẹp lắm. Rồi đen cho em luôn là dây đen 99 ngàn. Dây đen cho em luôn 99 ngàn chứ không phải dây đen 99. À đây 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 có cái màu đây mấy chị, màu đây màu đây. Body xám 50 ngàn còn cái nè. Xám chuột này cũng màu tối mấy chị, rất là ok luôn á. Rồi đen cho em luôn là xám 50. Body xám nhúng này cho em luôn 50 còn cái nè, màu xám ha. Xám chuột này nó cũng tối mấy chị, cũng dễ mang. Rồi lên cho em luôn mã này mọi người ơi. Đầm su nha, bầu bí mấy chị bôn trang được giùm em. Su đen tay phối màu. Rồi chú giùm em luôn là su đen 50. Su đen cho em luôn 50. Dây đen 99 luôn nha chị, muối muối. Trời ơi cái đầm này ha, mới nhập chị em bán cả 180-200. Giờ em sale 99 ngàn cho mấy chị luôn á. Dây đen 99 đầm công chúa mấy chị bao xịn luôn. Rồi su đen 50. Ai lấy su đen chút giùm em luôn su đen 50 nè. Su đen 50 chứ 60 con giùm em nha mọi người nha. Anh lấy su đen chứ không phải su đen 50. Xám 50 luôn nha chị Anh Phương. Anh Phương Trần này. Rồi kem này cho em luôn 55 ngàn mấy chị. Su dưới 60 cân. Kem 55 ngàn. Dưới 60 cân giùm em mấy chị, bầu bí mua trang được ha. Chị nào lấy kem chút giùm em luôn mã kem 55 ngàn. Kem 55 ngàn dưới 60 cân. Muối muối đặt hàng lấy số điện thoại giùm em chị ơi. Rồi xanh này cho em luôn 50 luôn nè. Chị nói nó xanh chút mở xanh 50 giùm em luôn nha. Ai lấy xanh chút mở xanh 50 giùm em luôn. Đầm xanh này có cổ mấy chị. Đó xuông qua gối luôn nha, dạng dài. Rồi xanh 50 chứ 60 cân giùm em. Chị nói lấy xanh chút mở xanh 50. Xanh 50 chứ 60 cân mọi người. Chị muốn muốn lên số điện thoại giùm em đi chị. Rồi vàng cho em luôn 50. Vàng 50 chứ 60 cân. Vàng 50 chứ 60 cân. Ai lấy vàng chút vàng. Kem 55 cho đổi thì Kim Nguyên. Rồi em lâu lắm rồi mới thấy chị mua đồ em lại luôn á. Rồi chế nào lấy vàng chút vàng cho em luôn 50 cho mấy chị ha. Đồng xuông màu bí một trang được cho em nha. Ai lấy vàng chút mở vàng giùm em luôn mấy chị. Rồi cái đầm trắng thiết kế này giùm em mấy chị. Đầm trắng thiết kế này xịn sò luôn 119 ngàn. Rồi trắng cho em luôn 119 ngàn mấy chị ha. Đầm này. Trắng cho em luôn 119 ngàn dưới 57 cân. Trắng 119 ngàn dưới 57 cân, chú mã trắng 119. Rồi áo thái đen này cho em luôn 49 ngàn mọi người ơi, thái đen 49 ngàn. Thái đen cho em luôn 49 ngàn dưới 57 cân nha, thái đen 49. Chỗ đâu có mấy cao ống nữa. Đây rồi đây. Có số này. Ờ muốn muốn bỏ số bỏ ô ghé nè. Xanh cho chị vàng gì vậy? Gì vậy chị? Xanh cho chị vàng là sao? Chụp hình trang trang ơi. Rồi đen cho em luôn 49 ngàn áo thông thái chữ theo mấy chị. Rồi chốt đen cho em luôn 49 ngàn. Chị nào đấy chốt nè. Đen 49 mấy chị ơi. Rồi cái ống đen có mất ngực này em còn cái nha 50 nè. Ống đen có mất ngực này cho em luôn 50 nè. Thái đen 49 luôn nha chị Yến Ngọc nè. Rồi đen cho em luôn là ống đen 49 ngàn mấy chị có mất ngực. Ống đen 49 ngàn. Ống đen cho em luôn 49 ngàn có mất ngực còn cái này. Chút mã ống đen nè. Chị đầm cái rô hôm qua. Cho chị đi đầm cái rô hôm qua hết không còn cái nào đó chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. Ống ống tím nha. Ống tím cho em luôn 15 ngàn có gì kéo phía sau nè. Em coi mã vàng của chị. Vàng nào em ơi. Ống đen 49 luôn chị Keva nè. Vàng nào em. Này hả? Vàng 50 nghìn. Đầm xuông vàng 50 nghìn. Chút mã đầm vàng 50 nghìn dùm em nè. Xuông vàng 50. Rồi đen cho em luôn là ống tím với chị 15 ngàn có mít ngực chia kéo phía sau. Ống tím cho em luôn 15 ngàn. Ống tím cho em luôn 15 ngàn mấy chị dây kéo nha. Có mít ngực nè. Ống tím 15 ngàn.
Vàng gì em nha, nào cứ chốt vàng 50 thì chốt vàng 50 giùm nha. À lấy vàng chốt giùm em luôn là mã vàng 50 nè, đầm suông nè. Rồi qua cho em luôn là đen 50 nè. À lấy vàng lấy đen thì chốt giùm em luôn 50, vàng đen 50. Áo xanh với áo vàng. Áo xanh với áo vàng nào ta? Ống tím cho Nguyễn gọi lên số điện thoại đi em ơi, 15.000. Áo xanh với áo vàng nào chị ơi? Đầm xanh mã có dây cột phía sau còn không chị? Đầm xanh mã cột phía sau nào ta? Trời ơi, không biết đường nào luôn á. Đen 50 cho Linh Trần nè. Ống tím 15. Nguyễn gọi lên số đi bạn ơi. Nguyễn gọi lên ghé vừa qua. Đầm xanh mã dây nào chợ tôi không nhớ luôn các bạn ơi, thiệt á. Rồi lấy vàng chút vàng cho em luôn 50 nè. Vàng 50 đầm xuông chị ơi, lấy vàng chút vàng 50 nè. Rồi chị nào lấy xanh chút giùm em luôn mã xanh 50 nè. À lấy xanh chút giùm em luôn mã xanh 50. Trời ơi, xanh có cổ này quá đẹp luôn á mọi người. Rồi xanh cho em luôn 50 nha. À lấy kem chút mã kem 55 nè. Kem cho em luôn 55.000 chút mã kem 55 nha. Rồi lên đầm đang mang đi tìm giùm em luôn còn màu đen nè. Chị nào lấy đầm đen chút đầm đen giùm em 117.000. Đầm đang mang em như còn màu đen 117.000 đầm đi tìm nha. Đầm đen 117.000 còn cái này chút đầm đen 117 nè. Chị Huỳnh Trang Trang, chị Phùng Minh em đọc không ra luôn. Chốt cùng giá đi chị ơi, chứ Phùng Minh màu vậy em đâu biết cái nào đâu. Rồi lên cho em luôn mấy chị, ống này. Ống hồng này chắc bolip đẹp lắm mọi người ơi, ống hồng. Xanh vàng 50 đó em, đầm đúng không? Rồi xanh vàng 50 này hai cái này. Đây chị Huỳnh Thị Trang Trang này. À lấy kem chút kem cho em luôn 55.000 đẹp lắm, kem 55.000 nè. Lấy cái bịch bỏ ba cái áo vô chị coi, đổi rồi. Rồi kem cho em luôn 55.000, chị nào lấy kem giúp mà kem 55 á chị, kem này đẹp lắm đầm suông nha. Dưới nào dưới 60 cân giùm em. Rồi đen à, đen 50 em như còn cái này có cổ này. Đen 50 em còn cái nha, chị nào lấy đen chút mà đen 50 giùm em mấy chị ơi. Rồi cái đầm sơ mi mấy chị rút eo hai bên dễ thương không? Đầm cam dạng sơ mi cam này giùm em 109 nè. Cam cho em luôn 109 mấy chị, dạng đầm sơ mi rút eo hai bên nha. Cam 109 này, lấy cam chút cam 109. Rồi dây xanh này cho em luôn 49.000 mọi người ơi, dây xanh 49.000. Dưới 55 cân nha. Dây xanh. À lấy dây xanh chút giùm em luôn là dây xanh. Chị Huỳnh Trang Trang là chị lấy hai cái đúng không? Một cái vàng 50 với một cái xanh 50 hai cái đúng không chị? Rồi dây trắng này em còn một cái mấy chị ơi, 25.000. Dây trắng chắc bolip mấy chị dễ thương không? Form này hả? Dây này. Rồi dây trắng cho em luôn 25.000. Dây trắng 25.000 chút mãi dây trắng 25. Rồi đợi xíu em như thay mẫu nha, đầm đông bán có người lấy đúng không? Rồi lên thay mẫu này cho mọi người luôn nha. Đây làm khác nữa các chị ơi. Rồi lên một cái mã đầm đi tiệc nữa. Trời ơi, mẫu đầm đi tiệc này cực kỳ dễ thương luôn mọi người. Áo đầm suông hai cái chốt chị rồi. Thi su này trắng 25 đi chị, thi su ghé nè. Trời ơi, đầm đi tiệc tiếp tục một mã đầm đi tiệc giùm em mọi người ơi. Dễ thương chưa? Mẫu này đang thịnh luôn giùm em nha. Rồi lên cho em luôn là đầm nu mấy chị, đầm nu đang mang. Rồi đầm nu đang mang giùm em luôn 120.000.
Đầm nu đang mang 120.000 mấy chị, rồi qua cho em luôn là đầm xanh 120. À lấy đầm xanh, chút đầm xanh 120 giùm em ha. Và màu đen truyền thống nè. Rồi đầm với chị giùm em 120.000 mấy chị, sale luôn mẫu này còn có mấy cái thôi. Dễ thương chưa mấy chị ha, mẫu đầm này chị nào có bụng thấy bụng đâu mấy chị, dễ thương lắm. Phía trên là ôm em mấy chị ha, phía dưới hơi xè một xíu nha mọi người, mẫu mới luôn. Cái mẫu này đang mẫu mới lắm luôn á mấy chị, đẹp lắm. Đầm thiết kế đi tìm cho em nha, cái này 180cm mấy chị luôn, 120.000, còn 5 số con thôi. Nu 120 luôn cho thu liễu nè. Này có cực kỳ ít luôn á, 180 rồi. Em sale đợi cho mấy chị 120, còn có 4-5 cái à. Đen 20 luôn cho chị Thảo, Phương Thảo. Xanh 120 cho đổi thì kim nguyên em như hết xanh nha. Đẹp lắm, 120.000 không đẹp là em như không lấy tiền mấy nàng luôn á. Rồi chế nào thấy đen thì chút đen mấy chị, màu đen thì màu truyền thống rồi. Màu đen chế nào mà sợ thấy bụng mấy chị để gút đen cho em. Còn chị nào mà thích màu sáng thì chút giùm em luôn mã nu nha. Đẹp lắm mấy chị dễ thương. Trẻ trung mẫu này nữa mà đang thịnh nha mấy chị. Cái mẫu làm cái phần kiểu dưới bụng này nè. Mẫu đang mang đang rất là thịnh bây giờ luôn, 120.000 một đầm thôi. Rồi nu đen 120 kèm số họ chút đơn giùm em nha. Đầm này thì 57 cân quay đầu mấy chị mang cũng được à. Rồi chống nắng mấy chị, vừa mặc vừa body giùm em luôn 40.000. Chị nào lấy chống nắng thì chốt chống nắng giùm em nha mấy chị. Rồi nu 120 luôn mấy chị, muối muối nè. Đầm rẻ bèo luôn, 180cm mấy chị còn 120 á. Còn mấy cái mấy chị nào lấy thì chốt nha. Rồi áo caro này cho em luôn 35.000 còn cái nè. Caro cho em luôn 35.000 còn cái, mấy chị chốt mã caro 35 giùm cho em Nhi ha. Không đẹp quá hả, không lấy tiền luôn, chắc coi vẫn thoải mái không bình thường. Rồi chốt có rô 35 nếu mấy chị có cái một à. Caro cho em luôn 35 có cái một. Rồi ngố đen em còn một bộ này, xem mấy chị luôn 55.000 nè. Rồi ngố đen lẫn cho em luôn 55.000 còn cái nha. Chị nào lấy ngố đen chút giùm em luôn ngố đen lẫn với chị 55.000 còn cái. Chốt mã ngố đen 55. À lấy ngố đen chú giùm em luôn, ngố đen 55 em như còn cái nè. Ôm lẫn nha mấy bà. Rồi đầm ngủ này kèm quần còn cái luôn, xe luôn 35.000. Caro 35 luôn cho chị Đoàn Thủy nè. Rồi cái ngố màu đen nó chỉ mang nó chị xe có 55.000 nguyên bộ lẫn. Rồi đầm kèm quần cho em luôn 35 luôn, đầm 35. Đầm kèm quần cho em luôn 35 nha. Chị nào để đầm chút mà đầm 35 giùm em ha. Đầm ngủ kèm quần 35.000 một cái gì nhất. Rồi áo sọc này cho em luôn 95.000 mấy chị, siêu dễ thương. Rồi sọc này cho em luôn 95.000 nha. Rồi sọc cho em luôn 95 mấy chị, dưới 57 cân chút mã sọc 95. Ai lấy sọc chút sọc. Rồi sơ mi này cho em luôn 50.000 lượm liền. Sơ mi 50 tay phòng đi mấy chị. Sơ mi 50 tay phòng chút mã sơ mi 50. Ai lấy sơ mi chút sơ mi 50. Rồi vàng 30. Vàng 30 dưới 57 cân chút mở vàng 30. Ai lấy vàng chút mở vàng 30 giùm em mọi người nha. Rồi tiếp cho em nghe luôn một cái thái 49.000. Thái cho em luôn 49.000. Chị nào lấy thái chút thái 49 giùm em nha mấy chị, mã thái 49.000. Chị nào lấy thái chút thái nè. Rồi sơ mi 50 luôn chị Bình Nguyễn nè. Ở trên cây còn cái sơ mi Burberry đem đây chị bán luôn. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, khoác 60 còn một cái cuối cùng. Rồi khoác cho em luôn 60 chữ theo nha mọi người, khoác 60. Rồi đầm ngủ 35 cho chị Thu Hiền nè. Rồi khoác cho em luôn 60 mấy chị, 40 đến 55 cân lên mã khoác 60. Vải dày dặn mà thêm mấy chị dây kép xịn luôn nha, còn cái nha. Rồi mã khoác cho em luôn 60 mọi người ơi. Khoác 60 giùm em nha. Rồi sọc lên này hàng bao xịn dày luôn, có cổ. Rồi lên 95.000. Lên cho em luôn 95.000 dưới 57 cân, chốt mã lên 95. Chị nào để lên chốt mã lên 95. Đầm thiết kế em đi đang mang cột màu nu với màu đen 120.000 giùm em nha. Một cái áo Burberry màu đen thôi. Đó, màu đen đó. Ừ. Rồi đầm đang mang nu đen hai màu 120.000 giùm em nha mọi người. Rồi sơ mi đen này em Nhi còn cái xe luôn 50 luôn nè. Sơ mi đen này em còn một cái xe luôn 50 luôn. Chị nào lấy sơ mi đen thì chốt.
Rồi lên 95 luôn cho chị muối nè, lên này đẹp lắm. Rồi sơ mi đen 50 còn cái bán luôn mọi người. Sơ mi đen 50 còn cái. Rồi xanh phơm rộng này dùm em Nhi ha, 65.000. Hàng 8 thứ 8 nha mấy chị, hàng bao xịn luôn, cái này theo luôn nè. Rồi mã này chốt dùm em luôn là xanh 65. Xanh 65 mấy chị, dưới 60 cân chốt mã xanh 65. Rồi tiếp cho em luôn mã này luôn mấy chế ơi. Rồi bộ đùi hai bên có túi luôn nha, sale cho mọi người luôn. Mẫu này 62.000. Cái caro caro này đang thịnh lắm mấy chị. Rồi chốt trắng giùm em luôn 62.000 mấy chị, bộ đùi có túi nha. Nếu bộ này mang ở nhà thì thôi khỏi phải nói luôn. Rồi chốt trắng 62 mọi người ơi. Dưới 57 cân mấy chị mang ok nha. Cái đùi đùi, đùi hai bên có túi giùm em đi nè. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, đen 62.000. Rồi đen cho em luôn 62.000, bộ này mang ok lắm. Trắng 62 luôn nha chị Huệ Tạ nè. Rồi chế nào để đen chút đen mấy chị. Rồi trắng 62 này cho chị Bình Nguyễn nè. Rồi chế nào để đen chút đen cho em luôn 62.000, em còn đen là hết. Em còn đen 62.000, caro này đang thuận nha. Đen 62.000, còn hai bộ đen ra em như hết. Rồi áo xanh này cho em luôn 60.000 mấy chị, chắc đẹp lắm. Còn một cái duy nhất nha mọi người nha, xanh 60.000 cho em Nhi. Xanh 60.000. Chị nào lấy xanh chút giùm em luôn mã xanh 60.000. Đen 62 cho Bình Nguyễn em ơi. Trắng 62 luôn cho chị Khe Va Huỳnh. Bình Nguyễn lấy cái bộ trắng ra. Rồi xanh cho em luôn 60, còn cái cuối cùng xanh cho Khe Va này. Rồi đen cho em luôn 60 luôn mấy chị. Cái này chắc bô rip có cổ logo theo phong bình thường giùm em nha. Rồi chốt cho em Nhi luôn là mã đen 60. Đen cho em luôn 60. Chị nào đã đen chốt mã đen 60 giùm em mấy chị. Cái này chắc bô rip có cổ đẹp lắm luôn á. Rồi đen cho em luôn 60 nha. Rồi cam cho em luôn 60 luôn. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt liền giùm em, không đẹp không xinh không lấy tiền luôn á. Rồi ba lỗ này cho em luôn 95.000 mấy chị. Ba lỗ phun ngắn có cổ này chắc lên nè. Ba lỗ 95.000. Dưới 55 cân giùm em nha. Rồi đen 60 em chốt luôn cho chị Hoa Quỳ. Trắng số 2 cho Kheo Ba có. Rồi đen cho em luôn ba lỗ 95.000, chút mã ba lỗ 95 giùm em nha, chắc lên xịn lắm. Ba lỗ 95.000 mọi người ơi. Ba lỗ cho em luôn 95.000. Rồi mã đen này cho em luôn 35.000 phun ngắn nha. Chị nào lấy đen chút mã đen 35. À lấy đen chút giùm em luôn mã đen 35. Áo này coi giãn sướng lắm luôn á mấy chế ơi. Rồi đen cho em luôn 35.000 nè. Cam 60 cho Kim Kim. Lên cây coi cái áo như vậy có cổ còn mẫu nào không đem lại đây. Cam 60 Kim Kim lên số đi chị. Rồi đen 35.000 xem nhanh mọi người ơi. Đen 35.000. Rồi đen cho em luôn 35.000. Chị nào lấy đen chút mở đen 35 giùm em nha. Phun ngắn mấy chị coi giãn thoải mái. Rồi hồng lên này cho em luôn 95.000 mấy chế ơi. Chút mở hồng 95 giùm em nha. Hồng 95. Đen 35 luôn nha chị Khánh Hạnh Nguyễn nè. Rồi chị nào lấy hồng chút mở hồng cho em luôn 95.000. Hồng cho em luôn 95.000. Cái này chắc lên nha chị, phun ngắn đẹp lắm nha. Cái này mang xịt tinh đẹp lắm. Rồi hồng cho em luôn 95 mấy chị, mã hồng 95 đẹp cực kỳ luôn. Rồi cái vàng phong rộng này còn cái em xe cho mọi người 35.000 luôn nha. Vàng cho em luôn 35.000 dưới 60 cân mấy chị, áo phong rộng. Vàng 35 dưới 60 cân, ai lấy vàng chút vàng 35 dùm em nha. Vàng 35.000 dưới 60 cân. Áo có cổ á. Rồi xanh cho em luôn 35.000 dưới 60 cân. Chị nào lấy xanh chút giùm em luôn mã xanh nha mấy chị 35.000. Cái này phông rộng mang xuống lắm mấy chị. Vàng 35 luôn nha chị Bình Nguyễn nè. Rồi ai lấy xanh chút xanh luôn, xanh thì nam nữ thì mang được ha, có cái thôi. Rồi chút xanh 35 giùm em luôn, phông rộng mang thoải mái mấy chị. Mang với mấy quần ngố ôm ôm rồi này kia được ha.
Mấy chị có mua quần thun ôm không? Chín tắc dài hay là ngố đùi không? Thì em lên luôn để mang với mấy áo nè. Rồi tiếp giùm em luôn len trắng 95.000. Len trắng cho em luôn 95.000, 40 đến 55 cân giùm em ha. Rồi chốt len trắng 95 mọi người. Len trắng 95.000. Rồi môn chắc bô rip này giùm em luôn mấy chị 35. Môn chắc bô rip giùm em luôn 35, chốt mở môn 35 nha. Chị nào lấy môn chốt giùm em luôn là mở môn này 35.000 nè. Môn 35.000. Hả? Có số kìa ai biết. Rồi trắng cho em luôn 35. Trắng chắc bô rip này cho em luôn 35. Lên trắng thì ly ly ngô. Váy em đang mang rồi chị. Váy đang mang có màu nu với lại màu đen nha chị ơi. Rồi em còn có len hồng nè. Chị nào lấy len hồng chút len hồng dùm em là 95.000 nè. Len hồng cho em luôn 95.000, chắc đẹp lắm. Len hồng 95.000. Trắng mấy chị bô rip này coi giãn mềm mịn luôn 35.000 phông ngắn ha. Chút mở trắng 35 dùm em Nhi nha. Trắng cho em luôn 35.000 phông ngắn coi giãn chắc bô rip. Mẫu đang mang có màu đen chị. Mẫu đang mang màu đen với màu nâu. Cho em xem áo tím ok. Áo tím đây hả? Áo tím bô rip nha, sóng ngực nha, 35.000 nha. Trời ơi, tím 35.000 dễ thương lắm, chắc bô rip sóng. Mua 35 cho Nguyệt Lê luôn. Rồi đầm đang mang màu đen với màu nu nha chị ơi. Đen nu 120.000 giùm em. Đen nu 120. Đầm đang mang màu đen với màu nu 120 giùm em. Đầm đi tiệc 180 cc luôn á, 120.000 thôi. Đầm đen đầm nu 120. Chị nào lấy ủng hộ giùm em nè. Lấy cho chị mấy quả quần ôm đi em. Ôm 3 mẫu lên đây. Rồi trắng dài tay này cho em luôn mấy chị. Trắng trắng dài tay hàng xịn giùm em luôn 100 nha. Trắng 100. Trắng cho em luôn 140 đến 55 cân. Ờ chắc đỏ lắm. Cái này chắc boris nó bao xịn luôn á mọi người. Tím 35 hết. Rồi trắng cho em luôn 100 mấy chị 40 đến 55 cân. Rồi em chào chị Hằng Ly nha. Rồi đây tiếp cho mấy chị luôn nè. Hồng này, hồng cho em nè. Rồi hồng tô mì có cổ chắc boris 60. Hồng cho em luôn 60. Hồng 60. Lấy cho mình bộ đồ áo trắng quần sọc. Áo trắng quần sọc nào ta. Rồi trắng 100 mấy chị Hoa, Hoa Quỳ đúng không ạ? Trắng 100. Sơ mi có sơ mi trắng tay ngắn chị. Có luôn con sơ mi trắng mình có. Sơ mi tay trắng. Cho mình bộ đồ áo trắng quần sọc nào ta. Rồi hồng cho em luôn 60.000 mấy chị. Tôm mì co giãn chắc bô rít giùm em nha. Rồi chốt mã hồng 60 có cổ này. Hồng 60 có cổ giùm em. Màu đen 4 à, đầm long an đúng không. 120.000 cho chị Vương Lê màu đen. Đầm long an còn 2 cái chị nào lấy chút luôn nha. Rồi sọc này cho em luôn 100.000 mấy chị dưới 57 cân. Sọc 100 dưới 57 cân. Chốt mã sọc 100 giùm em nha mọi người. Sọc 100 dưới 57 cân mấy chị chốt mã sọc 100. Áo này bền lắm luôn. Sọc 100 dưới 57 cân giùm em. Rồi lên cho em luôn là mã đen 100 dưới 57 cân. Đen 100 dưới 57 cân. Chốt mã đen 100 nha mọi người. Đen 100. Lên sơ mi trắng tay ngắn cho chị luôn. Rồi quần chín tắc cho em luôn 70.000, 40 đến 60 cân. Hai bên có túi mấy chị, mấy quần này là bao đẹp luôn á. Quần sọc giả váy. À. Này đúng không? Bộ này đúng không? 95.000 này đúng không? Xếp hồng cho em luôn 95.000 mấy chị quần giả váy nha. Áo sọc. Rồi chốt hồng cho em luôn 95.000 nè. 40 cho đến 56 cân, chút hồng 95. À lấy hồng chút hồng. Rồi quần chín tắc này cho em luôn 70. Cái sơ mi trắng trắng bên kia đó kìa. Rồi này chốt giùm em luôn chín tắc quần thun. Quần này coi giãn mang xuống 70.000, 40 đến 60 cân giùm em ha. Rồi chốt chín tắc 70. Chín tắc cho em luôn 70 mọi người ơi.
Rồi giá váy 95 luôn rồi chị Lê Hạnh, đây số điện thoại giùm em nè. Rồi cái này. Rồi ngố đùa này cho em luôn 55.000. Ngố đùa cho em luôn 55.000, 40 đến 60 cân. À đây ngố đùa chút giùm em luôn, mã ngố đùa nha, quần này co giãn sướng. Mang cực kỳ thoải mái luôn, hai bên có túi nha mọi người. Rồi ngố đùa cho em luôn 55.000, 40 đến 60 cân. À lấy ngố đùa thì chốt ngố đùa, à lấy chính tắc thì chốt mã chính tắc nha. Rồi quần dài cho em luôn mấy chị 75.000. Quần dài cho em luôn 75.000, 40 đến 60 cân ha, chốt mã quần dài 75 giùm em nè. À lấy quần dài chốt giùm em luôn quần dài nha. 75.000. Quần dài, quần trên tắc với lại ngố đùi. Ba mẫu quần đó ha, chị nào lấy thì chốt giùm em. Ơi sơ mi trắng này đẹp chưa mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Rồi sơ mi trắng này giùm em luôn 115.000 ha, dưới 60 cân nha. Sơ mi trắng, quần dài 75, ly ly ngô. Rồi sơ mi trắng giùm em luôn 115.000 mấy chị, dưới 60 cân giùm em nè. Rồi chị nào lấy sơ mi trắng thì trốn nha, 115.000 tay lỡ. Rồi sơ mi vàng này cho em luôn 115. Sơ mi vàng cho em luôn 115, dưới 60 cân luôn giùm em ha. À lấy sơ mi vàng, chứ mã sơ mi vàng nè. Rồi sơ mi này mã sale chút giùm em luôn là sơ mi mã sale 50. Sơ mi sale cho em luôn 50. Sơ mi sale là hai lớp các chị đẹp lắm, có cái không. Rồi sơ mi sale cho em luôn 50 nha mọi người. Chốt mã sale 50. Dưới 60 cân mấy chị mang vừa luôn, ai đó sale chốt mã sale 50. Rồi sơ mi hồng này giùm em dễ thương chưa. Rồi sơ mi hồng này cho em luôn 115.000. Sơ mi nơ này mấy chị dễ thương lắm. Rồi sơ mi hồng cho em luôn 115. Ngố đùa 55 luôn chị Võ Hà. Sơ mi hồng 115.000 mọi người. Sơ mi hồng 115 nha, dưới 60 cân quay đầu. Ôi chị với cái bộ đi cây đây. Chị phân sẵn nó ở ngoài á, ngoài nhưng mà phía trong phòng mình nè. Rồi lên tiếng với mẫu đầm body nha mấy chị ơi. Để ra phía sau nữa.
Rồi mã đầm body đang mang giùm em ha, cực kỳ dễ thương luôn. Đầm body đang mang đi mấy chị cưng lắm, chắc phải này coi dạng thoải mái nha mấy chị nha. Đâu là cái cục đầm ở đâu rồi? Bỏ xuống rồi phải đem cái cục ở lên đây chứ. Rồi lấy đầm body cam này chú giùm em mấy chị dễ thương chưa? Mẫu này siêu cân cho mọi người luôn nha. Giờ dỡ lên lấy cái đầm lên đây. Rồi chế nào lấy đen chút đen giùm em mấy chị. Dễ thương quá hả? Đầm body này cưng lắm luôn mấy chị ơi. Chắc phải mịn mát cho mọi người luôn. Rồi đen cho em luôn mấy chị, body cam 99.000 cũng ít ngực nha. Rồi body đen cho em luôn 99 mấy chị. Body đen 99 nè. Rồi lên mấy chị luôn một cái mã body nu. À lấy body nu chút giùm em luôn, body nu mấy chị 99.000 nè. Body nu cho em luôn 99.000 dễ thương lắm. Cái này có mức ngực cho em mấy chị ha, dạng dài nha. Dạng dài qua gối cho mấy chị luôn, mang dễ thương. Rồi nu cho em luôn 99, màu nu màu đen với màu cam. Rồi xanh lá cho em luôn 99.000. Chị nào lấy xanh lá chút cho em luôn, xanh lá mấy chị 99.000 giùm em nè. Xanh lá 99 nha mấy chị ha. 40 đến 55 cân là mấy chị mang vừa. Rồi xếp bẹp vai này cho em luôn mấy chị 115.000. Siêu dễ thương luôn em, chỉ còn đúng một xếp thôi nè. Xếp xanh một áo bẹp vai mấy chị ha, một cái quần. Một cái quần này nó có dạng tay mấy chị, có dây kéo có nút giùm em luôn nha. Rồi xếp em sale cho mấy chị luôn 115.000. Rồi xanh 115 chị nào lấy chốt nè, xếp xanh 115. Xếp xanh 115 mấy chị 40 đến 55 cân nha, bẹp vai quần tay. Rồi xếp xanh này chị nào lấy chốt mọi người ơi, dễ thương lắm luôn đây. Xếp xanh 115.000 cho mấy chị ha, bệt vai này. Hoặc cổ bẻ, cổ thì đóng được, hoặc cổ vuông này cũng được mấy chị. Đó, một em quần nữa ha, 115.000 giùm em ha. Xếp xanh 115 mấy chị, 40-55 cân. Rồi đang mang là 99.000 thôi chị. Mẫu đang mang 99.000 cực kỳ rẻ cho chị luôn. Màu cam nha, màu xanh lá này, màu nu này và màu đen nè. Chị nào lấy đầm đông mai thì chốt với chị, body bệt vai 99.000 không đẹp em Nhi không lấy tiền luôn á. 99.000 độ co giãn thoải mái cho mấy chị nữa ha. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, xích kem nè, xích kem vest này giùm em luôn là 100 thôi. Kem cho em luôn 101 với chị 40-55 cân nha. Kem 101 40-55 cân giùm em. Chị nào lấy kem chút giùm em luôn mã kem 101 này. Cam 99 đang mang cho chị Hải Trà này. Cầm đẹp, chợ body đang mang có 99.000 à. Vừa bán vừa tặng cho mấy chị ấy. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị mã nâu. Rồi nâu này cho em luôn mọi người, ai lấy nâu chút nâu giùm em ha, 101 nè. Rồi nâu cho em luôn 101, ai lấy nâu chút nâu mấy chị dạng vest kèm quần. Nâu 101 40-55 cân giùm em ha, mã nâu. Rồi xích môn này dễ thương chưa mọi người ơi. Rồi xích môn này giùm em luôn mấy chị 100 thôi. Xích môn 100. Xích xanh 115 luôn nha chị Thu Hiền. Lấy mấy cái đồ linh tinh lên đây cho chị đi. Rồi ai lấy môn chút môn cho em luôn 100. Chân váy có quần như mấy chị hai dễ thương lắm. Mấy xếp này mấy chị mang đi chơi đồ này kia ok luôn nha mọi người. Rồi môn 100 thôi mấy chị 40-55 cân. Bóp 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 mấy chị Bình Đức. Môn 140-55 cân giùm em. Rồi qua cho em luôn xanh 100. Chị nào lấy xanh chút xanh 100 giùm em nè, xanh. Cái môn này dễ thương quá trời luôn á. Màu môn này nhạt nhạt đẹp lắm. Môn 100 là chị Hải Trà này.
Rồi chế nào lấy xanh, chút xanh cho em luôn trăm mấy chị. Trời ơi xanh này đẹp chưa, xanh lạ này cực kỳ dễ thương luôn nha. Rồi xanh 100 mấy chị, 40-55 cân quay đầu. À lấy xanh chút mã xanh giùm em mấy chị ha. Rồi qua tiếp mấy chị luôn mã đậu nè. Đậu này là chắc đủ giùm em luôn, phôn bình thường mấy chị, đóng thùng thả thùng gì cũng cưng hết. Rồi lên cho em luôn là mã đậu 115.000. Đậu đủ cho em luôn 115.000 ha. Đen có túi mấy chị ha. Vải này mang cực kỳ mát luôn. Rồi đậu đủ giùm em 115.000 mấy chị. Đậu đậu 115.000 ha, dưới 56-57 cân mấy chị mang vừa. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị một cái xích đen nha mấy chị, một xích đen vết có dây kéo hàng xịn luôn mọi người. Rồi lên cho em luôn xích đen 115. Xích đen 115. Chị nào lấy xích đen chút giùm em luôn, xích đen 115.000 dễ thương chưa? Xuất sắc cái em này luôn, dây kéo phía trước nha. Cái này là cái chân váy, cái xích đen này là cái chân váy có quần trong á mấy chị. Cái đen này chân váy có quần trong á. Chị nào lấy đen chút đen giùm em ha. Đen 115.000. Rồi chị nào lấy xanh chút xanh cho em luôn 115.000. Mấy cái set này mang á không có thấy bụng á chị. Rồi xanh 115, chị nào lấy xanh chút mã xanh 115 nè. Xanh 115. Rồi mã set sơ mi này dùng em ha, set sơ mi nè. Set sơ mi này em bán cho mấy chị luôn 90.000 thôi. Set xanh 90. Cho mua đi cà phê mà. Mặc cái gì ốm quá trời ốm rồi. Rồi cái này chốt giùm em luôn xanh 90 với chị, sơ mi sắc nách nghe một kèm em quần này. Xanh cho em luôn 90 mà xanh 90 giùm em ha. À đó xanh chút mà xanh 90. Nịt bụng bên em như không bán mấy chị ơi. Mà em như xài sao ai cũng hỏi ta, chắc nhập về bán luôn á. Rồi tiếp giùm em luôn là mã vàng. Ơi cái bộ vàng này cực kỳ là dễ thương luôn mấy chị. Vàng này đẹp lắm. Mình đi ra đến nọ. Cái gì không? Mình lên cà phê không? Mình đi uống gì? Uống cà phê. Rồi lên cho em luôn mã vàng này dùm em nha. Cánh tiên là nhúng phía trước nè. Rồi vàng này cho em luôn 115.000 mấy chị. 40-55 cân. Vàng 115, 40-55 cân dùm em nha. À đó vàng chút vàng đi mấy chị ơi. Mẫu này hơi dễ thương lắm. Mẫu này chắc đẹp đó mọi người. Vàng 115.000. À đó vàng chút vàng. Rồi lên cho em luôn là mã tầng này. Rồi mã tầng cho em nha mọi người ha. Tầng em xéo chị 101 đi. Tầng có quần. Tầng bộ có quần cho em luôn 101 với chị, dưới 60 cân quay đầu. Nè. Cái quần đó nó cũng là dập ly cho mấy chị luôn nha. Quần cũng dập ly luôn mấy chị, áo cũng dập ly luôn, nguyên một set 101 thôi. Hồng cho em luôn 101 đi mấy chị, dưới 60 cân quay đầu giùm em nha. Rồi cái set nu babido này dễ thương lắm luôn mọi người ơi. Nu babido này dễ thương lắm luôn nè. Rồi set nu này cho em luôn 105 mấy chị. Một áo babido, một em quần đùi nha, nu 105. 40-55 cân giùm em ha. Chị nào lấy nu chút nu giùm em nha. Nu 105. 40-55 cân, chị nào lấy nu chút mã nu 105. Mẫu đầm đang mang. Lấy cho chị mấy cái áo thun phơm bình thường. Ở trên cây. Đầm em như đang mang có xanh mạ nữa nè, 99.000 chị nào lấy chốt nè. Đầm xanh mạ cho em luôn 99.000 nè. À nó xanh mạ chốt giùm em luôn xanh mạ 99.000 ha. Mấy cái áo brief và phơm bình thường nữa em. Rồi xếp cam đủ này dùm em luôn mấy chị 115.000. Rồi cam cho em luôn 115.000. 40-56 cân mấy chị chút mở cam 115 nha. Chị nào lấy cam chút cam 115, 40-60 cân dùm em ha. Gì vậy trời? Cái này mà bô riếm thì người ta cũng có phôn bình thường để đem phôn rộng cho bá là đây. Mà cái đây cũng phải chắc bô riếm đâu.
Rồi cái này kem nền BB mấy chị, em còn cái này C30 này. Kem nền BB em còn cái nha, em bán mấy chị luôn 30.000, chốt mã kem nền 30. Chị nào lấy kem nền 30 thì chốt giùm em nha mọi người nha, kem nền 30.000. Kem nền cho em luôn 30.000 mấy chị, cái này che khuyết điểm được nha mọi người nha. Rồi kem nền 30 em còn cái này, chị nào lấy kem nền chốt kem nền nè. Rồi mascara này giùm em luôn mấy chị. Mascara xịn này không trôi nha mấy chị, còn cây ha 50. Mascara xịn giùm em luôn 50 còn một cây. Chị nào lấy mascara chú giùm em luôn là mascara mấy chị ha. Mascara này không trôi nha, không trôi giùm em luôn 50.000. Borif ha. Rồi cái này chú giùm em luôn mấy chị, nạ ngũ hoa 10.000 một bịch. Rồi nạ ngũ hoa cho em luôn 10.000 một bịch. Chị nào lấy nạ ngũ hoa chút giùm em luôn nạ ngũ hoa mấy chị 10.000 một bịch. Ai lấy nạ chút nạ giùm em luôn 10.000. Nạ ngũ hoa cho em luôn 10.000. Nạ ngũ hoa 10.000, chị nào lấy thì chút giùm em nè. Nạ ngũ hoa 10.000 nha mọi người ha. Nạ ngũ hoa cái này gom bụng cực kỳ tốt luôn á. Cái này nạ ngũ hoa gom bụng hoặc là cho những cái da mà da hay bị thâm nổi mụn á mấy chị. Rồi nạ ngũ hoa 10.000 cho Nguyễn Vy. Mascara 50 luôn nha chị Huỳnh Thiện. Mascara bình thường em nhập em bán 95.000. Giờ em xây với chị luôn 50.000. Cái đó mascara xịn không chảy nha mấy chị ha. Trời ơi vô rip không biết luôn á họ. Rồi lên tiếp giùm em luôn mấy chị nạ vàng 24k. Rồi hũ nạ vàng 24k này giùm em luôn, riêng cho mấy chị luôn 19 ngàn. Nạ vàng 24k mấy chị, riêng cho mấy chị luôn 19 ngàn. Chị nào mà da không đều màu với mấy chị hai, da hai đen mụn này, xài cái nạ này giùm em 1 tuần 3 lần này. Rồi nạ vàng 24k mấy chị 19 ngàn một hũ nha. Còn 3 hũ em bán xả cho mấy chị luôn 19 ngàn. Rồi nạ vàng cho em luôn 19 ngàn. Nạ vàng 19 ngàn, chị nào lấy chốt giùm em mấy chị ha. Chị nào da không đều màu nè, da hay nổi mụn nè, mấy chị xài cái nạ vàng 24k là giùm em rất là dịu da luôn. Rồi nạ vàng cho em luôn mấy chị 19 ngàn một hũ. Một tuần mấy chị sử dụng giùm em luôn 3 lần ha, bỏ tủ lạnh ngăn mát là ok nha mấy chị. Rồi lên cho em luôn là nạ vàng. Mấy cái chất Borif mà hả, của tim tim, của tròn mà rút dây một bên rồi xéo xéo rồi nè. Rồi sữa rửa mặt trà xanh em nghe còn đúng một tiếp duy nhất mọi người, em xe luôn 35 nha. Sữa rửa mặt trà xanh mấy chị còn đúng một tiếp, em xe mấy chị luôn 35.000 đi. Nè vàng 19 đúng không chị Huỳnh Thiện nè. Cuối like mấy chị chốt đơn cho đủ đơn đi hàng giùm em nha mọi người nha. Em xe cuối like rất là nhiều mẫu luôn. Rồi sữa rửa mặt trà xanh em nghe còn đúng một tiếp duy nhất thôi. Nam nữ đều xài được giùm em 35.000 mấy chị. Một hộp duy nhất, một tiếp duy nhất thôi mấy chị. Sữa rửa mặt trà xanh cho em luôn 35.000. Sữa rửa mặt trà xanh cho em luôn 35.000, chị nào lấy chốt một tiếng duy nhất giùm em nha. Treo cái này lên đi. Sữa rửa mặt trà xanh cho em luôn 35. Kem nền 30 luôn chị Ngọc Nga, ok chị nè. Treo cái đóng xếp này lên đi. Sữa rửa mặt trà xanh 35.000. Chị nào lấy thì chốt liền. Có chống nắng là chị có cho tình yêu luôn. Đâu ta? Chống nắng. Chống nắng có luôn đây chị ơi. Chống nắng đâu lên này, cầm này lên đi. Rồi sữa rửa mặt trà xanh 35 cho Thí Diễm này, ghé nó sớm em nha. Sữa rửa mặt trà xanh em xuống em qua còn có tiết xanh xanh vậy còn không. Rồi lên cho em luôn là sữa rửa mặt gạo mấy chị. Sữa mặt gạo em còn 2 tiếp, em xem mấy chị luôn 35.000. Cái chai này còn có 1 cái chị. Còn cái thì lấy cái sữa rửa mặt trà xanh người kia đồng hồ. Rồi cái này chốt giùm em luôn, sữa rửa mặt gạo 35.000 cho em Nhi luôn. Hổng lời cái ngàn xịt ra trong đây luôn á mấy chị ơi. Sữa rửa mặt gạo mấy chị ha, 35.000. Chị nào mà hay bị dị ứng da mấy chị xài gạo đi. Xài gạo đi mấy chị, là không có bị dị ứng nha mấy chị ha. Rửa sạch nữa. Rồi sữa rửa mặt gạo cho em luôn 35.000. Chị nào lấy chốt đơn luôn giùm em Nhi nè. Tiếp cho mấy chị chống nắng. Chống nắng, cái mùa này em bán chống nắng chạy lắm mấy chị. Tại vì mùa này mấy chị hay đi biển, mấy chị hay đi du lịch đó, em bán chống nắng rất là chạy luôn. Rồi chị ăn luôn cho mấy chị chống nắng 40.000.
dạng xịt nha, vừa mặt vừa body mấy chị đều sử dụng được luôn. Chống nắng 40 kèm số điện thoại chốt đơn giùm em nha mấy chị ha. Chống nắng 40 kèm số điện thoại chốt đơn giùm em. Chị Ngọc Nga ơi, gạo ba lông luôn nha chị Khánh Hạnh Nguyễn này. Ai mà hay bị dị ứng á, lấy sữa mặt gạo xài đi mấy chị. Rồi sữa mặt trà xanh em còn mẫu này, chị Ngọc Nga lấy thì chốt giùm em nè. Gạo em coi còn không. Rồi lên sữa đó mặt thì không xuống coi đi. Rồi lên cho em luôn là sữa rửa mặt trà xanh 35.000 chút lì. Riêng cái mẫu này mấy chị nhìn kỹ giùm em nha. Mẫu này bình thường giá của nó là 90.000. Em tri ân mấy chị luôn. Sữa rửa mặt trà xanh 35.000 cho em. Sữa rửa mặt trà xanh 35.000 giùm em. Lấy chị cái gậu nâu cũng được em ơi. Gậu trắng em như hết rồi chị Kim Kim ơi. Chống nắng 40 luôn chị Hoàng Đăng. Lấy số điện thoại giùm em luôn nha. Rồi lên cho em luôn là gậu nâu mấy chị xê luôn 35.000. Sữa rửa mặt gậu nâu này cho em luôn 35.000. Cái này nó còn đắt tiền hơn nữa mọi người, mà em tri ân cho mấy chị luôn. Gạo nâu, gạo lứt với chị cực kỳ là ok cho da mình luôn, 35.000. Hoàng Đăng giá chị không biết. Rồi gạo lứt cho em đi chị ơi. Rồi lên cho em luôn với chị sữa rửa mặt gạo nâu cho em luôn 35.000. Sữa mặt gạo nâu cho em luôn 35.000, xài sướng lắm. Hai cái mẫu này nè. Cái gạo nâu này với lại cái trà xanh này nè mấy chị, là cả nam và nữ đều xài được giùm em nha. Mình mua về cho hai vợ chồng xài chung cũng được luôn mọi người. 35.000 một tiết em sale cho mấy chị luôn. 35.000 mấy chị ha, gạo nâu và trà xanh. Chị nào lấy thì chốt đi giùm em nha. Rồi sữa đất bò hình như cũng còn một hai tiết thôi. Lấy trà xanh cũng được chị ok chị nha, chị Kim Kim. Trời ơi, cái này xài. Mấy chị về thời sự đi rồi bữa sau hỏi em Nhi là còn không luôn em mới hiền á. Tại vì nói gì nói chứ sữa rửa mặt là xài ngày nào cũng xài. Năm này qua năm nọ luôn. Nên hả, xài ok cứ quay lại em Nhi hỏi nha. Rồi gạo nâu 35 cho bé Thủy. Gạo với lại trà xanh này nè 35.000 này nè là nam nữ với chị đều xài được cho em Nhi. Sữa rửa mặt trà xanh tiếp luôn cho chị Hoàng Đăng. Xuống lấy cái vỏ bỏ vô. Rồi lên luôn cho em luôn sữa rửa mặt bò giùm em luôn 35.000. Hình như bò này cũng còn một hai tiếp thôi à. Sữa rửa mặt bò cho em luôn 35.000 mọi người. Khách tỉnh cố gắng chốt đơn hai sản phẩm bất kỳ là bên em đi hàng rồi nha mấy chị nha. Rồi lên cho em luôn sữa mặt gà, sữa mặt bò cho em luôn 35.000. Trà xanh cho Ngọc Nga có rồi tình yêu ơi. Rồi cái này chốt giùm em mấy chị, sữa mặt bò cho em luôn 35.000. Sữa mặt bò cho em luôn 35.000. Chị nào lấy thì chốt luôn giùm em nha. Sữa mặt bò 35.000. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Mascara hàng cao cấp cho mọi người luôn, không chảy nha mấy chị nha. Và khi mấy chị vuốt lên đó là nó sẽ khô liền cho mấy chị luôn. Khô nhanh luôn mấy chị. Rồi chống nắng chị Hoàng Đăng có rồi ạ. Rồi mascara hàng xịn em còn 2 cây em sale 50 thôi. Mascara xịn cho em luôn 50.000. Mascara xịn cho em luôn 50.000. Chị nào lấy thì chốt luôn giùm em nha. Mascara xịn 50. Em ở 59 Đức Linh Bình Thuận chị. Mình chị mua hàng ở đâu em cũng ship được hết á. Miễn sao cho số điện thoại với lại địa chỉ đúng là em giao tận nơi cho chị luôn. Rồi sữa rửa mặt vitamin E còn một tiếp duy nhất mọi người 40. Sữa rửa mặt vitamin E trắng da và đặc biệt là cấp ẩm cho da 40.000. Một chai duy nhất. Sữa rửa mặt vitamin E một chai duy nhất 40. Chị nào lấy thì chút lưu giùm em nha mọi người. Rồi dung dịch, rồi lấy cho chị dung dịch vệ sinh mà tặng quần nhỏ này luôn cho chị xe luôn. Còn mấy hũ. Rồi cái này chốt giùm em luôn đó chị, dao cạo chân mày, lông mặt nha. Một set của nó là 3 cây, em bán với chị luôn 25.000. Dao cạo 25.000, tỉa chân mày, cạo lông mặt. Dao cạo cho em luôn 25.000, lấy cái quần nhỏ nữa. Hộp bên đó. Rồi dao cạo cho em luôn 25.000 với chị, tỉa chân mày, cạo lông mặt gì cũng được. Này cạo lông chân, lông tay cũng được. 25.000 dao cạo 25.000 có cái à, còn cái à. Rồi lên cho em luôn dung dịch vệ sinh mấy chị. Dung dịch vệ sinh nha, tặng một ký cái quần nhỏ mấy chị, trị giá quần nhỏ này là 59.000. Cái dung dịch vệ sinh này hàng công ty nha mấy chị. Rồi 65.000 cho em nha, tặng một cái quần nhỏ. Quần nhỏ này trị giá là 59.000, trời ơi cái quần nhỏ này mặc mát lắm. Quần nhỏ này mang mặc mát lắm mọi người ơi. 65.000, trời ơi tí mộng mơ nữa mới chịu chứ. Quần này mang bao mát luôn á trời. Má đẹp. Rồi lên cho em luôn mấy chị dung dịch vệ sinh 65.000 tặng cái quần nhỏ. Rồi cái quần nhỏ anh mang đúng sướng luôn á. Mịn mát lắm mấy chị. Rồi dung dịch cho em luôn 65.000 mọi người ơi.
dung dịch 65.000 chị nào nó chốt nha, tặng cái quần nhỏ này về xài thử mấy chị thơm lắm. Mùa này như mùa dạ hương vậy đó thơm. Rồi dung dịch 65 kèm số hỏi chốt đơn giùm em nha. Rồi nước hoa vùng kính giùm em luôn mấy chị 39 này. Mấy chị có cần thiết mua gì cứ comment cho em mấy chị. Tôi lại quà luôn hả? Em mà thì cái quần nó mang mát chim lắm mấy bà ơi. Thiệt, quần nó mang mát lắm. Mát ngời ngời. Rồi lên cho em luôn rồi nước hoa chim mấy chị. 39 ngàn. Rồi nước hoa vùng kính cho em luôn 39 ngàn. Chị nào lấy chốt nha. Nước hoa vùng kính cho em luôn 39 ngàn. Cái chai nước hoa này mấy chị xài bình thường body ở ngoài cũng được, thơm lắm mấy chị. Nước hoa vùng kính 39 ngàn. Chị nào lấy thì chốt luôn giùm em. Dung dịch 65 luôn các chị Hoàng Đăng. Trời ơi mấy chị nhận hàng đi, cái quần xì nào mang hơi bị mát luôn. Em nói thiệt luôn á, quần nó mang mát lắm. Rồi nước hoa vùng kính cho em luôn 39. Mấy chị cần cái gì mấy chị cứ cùng bên lên đi nói với chứ em như bán cũng nhiều lắm. Nhiều thứ lắm, tùm lum la hết trơn à. Nước hoa vùng kính mấy chị sexy quyến rũ nha. Đó, nước hoa yêu mọi người ơi, 39 ngàn một lọ giùm em nhé. Nước hoa vùng kính 39 ngàn, chị nào lấy thì chú này mùi thơm lắm, màu đen thơm giả mang luôn. Rồi lên cho em nó có sắc thơm nội địa mấy chị. Sắc thơm nội địa này để phòng nè, phòng ngủ nè, phòng khách nè, phòng tắm nè, tủ quần áo nè. 29 ngàn một lọ như thế này thôi mấy chị, xài được cả mấy tháng trời. Rồi lên cho em luôn sắc thơm 29 ngàn kèm số hỏi chút đơn mấy bà ơi. Sắc thơm 29 ngàn. Nước hoa 39 luôn các chị Huỳnh Thiện nè. Cái chai nước hoa này màu đen này thơm đã lắm nha. Riêng cái dòng màu đen này lâu lắm cái màu đen mới được về đó mấy chị. Màu đen xài rất là ngon luôn á. Rồi lên cho em luôn là sắc thơm 29 ngàn một cục. Sắc thơm nội địa 29 ngàn. Về mở nắp ra để tự động nó bay hơi lên mọi người nha. Sắc thơm 29 giùm em nha mấy chế ơi. Có kem nền luôn chị, xuống lấy kem nền cho chị đi. Kem nền, kem phủ gì che khuyết điểm khuyết ơ gì đó. Rồi tiếp cho em á chị, sắc thơm luôn á chị Khánh Hạnh Nguyễn này, sắc thơm này ok lắm. Sắc thơm này thơm đã lắm. Nó thơm cục luôn á chị, trần gá luôn ok chị đẹp nha. Rồi lên cho em luôn tẩy tế bào chết cho môi mấy chị mua cà phê. Tẩy tế bào chết cho môi. Áo khoác có nha tình yêu ơi, chuột khoác quá trời. Em ghé hàng em mua luôn giùm chị đi. Áo khoác 2-3 dãy luôn á, quá trời mới về luôn. Rồi lên cho em luôn tẩy tế bào chết cho môi nha mấy chị ha, tránh trường hợp này son môi nè, siêu thấm son môi cho mấy chị nè. Đó, lau chôi nè. Môi mấy chị lúc nào cũng căng bóng này, không có dợp xù da xù đồ lên các kiểu, nứt nẻ môi được kiểu cho mấy chị nè. Tẩy tế bào chết cho môi 15.000. Cà phê một tuần tẩy 2 lần cho em nha. Áo khoác chị mới về, chị mới treo sáng đúng không, dày cay đúng không em. Rồi lên cho em luôn tẩy tế bào chết cho môi 15.000. Mùi cà phê thơm đê mê luôn mấy chị nha. Rồi tẩy tế bào chết cà phê cho em luôn 15.000. Chị nào lấy chốt nè. Rồi lên kem body siêu trắng da luôn mấy chị. Lên kem body siêu trắng da giùm em luôn mấy chị ha. Kem body cốt trắng da 50.000. Kem body cốt trắng da cho em luôn 50.000. Tẩy tế bào chết 15 luôn cho Trần Hiền. Lấy thêm mà chị có ủ môi với lại cái Vaseline lên đây. Trong cái rổ. Chị nào lấy tẩy tế bào chết 15.000 chút thêm giùm em nha. Rồi body mấy chị, body cốt ủ trắng giùm em luôn 50. Body 50 cho Trần Hiền. Rồi dây sọc bên mấy chị, dây sọc bên Samsung mắt bộ em còn một dây nha mấy chị. Dây này 1,5 m nha. Dây sọc bên cho em luôn 25.000, xài được Samsung mắt bộ. Dây sọc bên 25.000, sạc được Samsung mắt bộ. Dây sọc bên 25.000 còn đúng một cái duy nhất mấy chị. Rồi ủ môi giùm em luôn 19.000. Ủ môi hồng môi nè 19.000. Ủ môi hồng môi giùm em luôn 19.000, còn 3 hũ. Rồi ủ môi cho em luôn 19.000, chị nào lấy chốt nha. Đánh kem dưỡng xong. Rồi hả, đánh cho em một cái lớp ủ môi. Chị là tối nào trước khi ngủ mấy chị cũng bôi cho em một cái lớp ủ môi hết á. Môi mấy chị lúc nào nó cũng hả mềm mịn môi á mọi người. 19.000 á. Ủ môi cho em luôn 19.000. Chốt mã ủ môi 19 cho em mấy chị. Rồi dưỡng môi Vaseline á thì 9.000. Dưỡng môi Vaseline á thì 9.000. Đó. Chị nào thích lấy cái loại nào thì chốt nha.
ơi, người xô hơi đáng ra. Đây chị, kem nền, kem mơ gì đây chị ơi. Nghe con shipper điện gì chưa? Ủ môi 19 luôn á chị Khánh Hạnh Nguyễn nè. Ủ môi 19 ngàn chị nào đó chốt nha. Đây, kem nền. Đọc mã phận đơn. Đọc mã phận đơn nha. Rồi lên cho em luôn cái kênh em trao khuyết điểm nè, còn đúng lọ. Này còn đúng lọ hộp thôi phải không? Kem này trao khuyết điểm nè, em còn đúng lọ mấy chị xe 35.000 luôn đi. Kem này trao khuyết điểm nè, em còn đúng một lọ xe mấy chị 35.000. Kem này trao khuyết điểm cho em luôn 35.000 chị nào lấy cũng được. Dạ, anh đợi tí nha, đợi tí em gọi lại. Kem này có hũ duy nhất à, 35 luôn cho Trần Hiền nè. Kem này còn không vậy? Còn hả? Rồi tiếp giùm em. Trời ơi mấy chị, thấy nha, cái phấn mắt này nè cực kỳ tay luôn. Cái phấn mắt này mấy chị cực kỳ ghiền luôn á. Cái kem này che khuyết điểm nó xài ok lắm á. Coi còn không? Em coi còn không em? Còn không thì đem bên đây chị coi xem nào. Trời ơi mấy chị ơi, cái màu mắt này nó tay giả mang tay cho mấy chị luôn nha. Màu nè, trời ơi nó sang nha mấy chị. Sang mà tay cực kỳ luôn với mấy cái màu lố nha mọi người nha. Rồi lên cho em luôn phấn mắt 40.000. Rồi nền cho Ngọc Nga nè. Nền luôn cho chị Hoàng Đăng nè. 35.000 kem nền thôi. Rồi còn hai hũ kem nền nữa chị nào lấy chốt nha. Rồi cái màu phấn mắt này mấy chị tay giả mang chưa, 40.000 cho em Nhi thôi. Cái này có ánh nhũ luôn mấy chị nè. Đúng là cái bảng màu mắt này cực kỳ siêu đỉnh luôn á mấy chị. Màu tay không mà mấy chị mà có nhũ cho mọi người đó. 40.000 cho mọi người thôi. Rồi lên cho em luôn phấn mắt 40 nha. Mùa này là mấy chị mua mấy cái này make up là y bài luôn á. Đi đám mấy tiền nhiều mấy chị. Để riêng cho em lát em gái lấy nha chị yêu. Ok Trần Hiền gái nha. Trời ơi cái phấn mắt này đỉnh luôn. Hàng Nova mấy chị, hàng của hàng luôn mọi người. 40.000 thôi, xe đại luôn. Cái này nó vừa phải mấy chị, bỏ vô cuốn sách đồ này kia mình đi đâu nó cũng tiện ha. Rồi phấn mắt 40 chị nào nó chốt mua gì cứ comment đi, có như like cho mấy chị. Phấn mắt. Rồi cái này lên cho em luôn là phấn khô. Rồi phấn khô này cho em luôn 35.000 còn một hộp à. Cái này như còn hộp à ta. Rồi phấn khô này cho em luôn mấy chị 35.000 còn một hộp. Trời ơi dâu tay cực kỳ thơm luôn. Cái này nó thấm liền luôn mấy chị, đánh lên là nó thấm vô da liền luôn nha mấy chị nha, không có lộ nha mọi người. Rồi lên cho em luôn mấy chị phấn dâu. Phấn dâu giùm em luôn 35.000 em như còn có hũ hoa thơm lắm. Phấn dâu cho em luôn 35.000 còn hũ nè. Phấn dâu 35.000 chị nào lấy chốt giùm em nha, còn hũ duy nhất thôi nha. Chút mã phấn dâu. Lấy thêm đồ lên cho chị like đi. Cái gì mà toàn phấn mắt không vậy má? Gì mà còn phấn mắt không vậy? Mình ra phấn mắt rồi thì cái khác đi chứ. Em bỏ xuống không nào. Ừ. Bấm cái khác lên đây. Đầm đông ai có chị nào lấy không? Lấy một cái, cầm cái phấn mắt lên đây, 40 lên đây. Chị kể trong mày căng cơ gì đó, cất kiểu gì đó. Mấy cái loại khác. Đầm đông ai đang sale có 99.000 à, chị nào lấy thì chốt giùm em ha. Xanh lá, màu đen, màu nâu. Rồi áo xanh dài tay này dùm em luôn 100 mọi người ơi. Xanh 140 đến 55 cân. Chị nào đây xanh chút xanh cho em luôn 100 mấy chị ha. Cái này chắc bô rít phôn ngắn nha. Xanh 140 đến 55 cân này. Anh áo xanh chút xanh này. Phấn mắt có không? Phấn mắt có hộp mới đem xuống có không? Còn không? Vuông á. Cái kia. Ừ coi hứa còn không? Chị bấm cho Trần Hiền với lại Ngọc Nga chưa? Chị mới bấm Ngọc Nga. Còn lấy thêm hộp nữa. Trần Hiền 40. Rồi cái vàng này cho em luôn mấy chị. Vàng nè. Vàng này cho em luôn ha. 75.000 nè. Vàng cho em luôn 75.000 mấy chị chắc Boris nha. Phone bình thường nha.
Rồi chị nào lấy vàng chút giùm em luôn, mã vàng 75.000. Vàng áo cho em luôn 75.000. Chắc body form bình thường giùm em nha. Phan phủ còn cái hộp dâu tay đó thôi bà ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn cái này đi mấy chị. Để mất nước gì đang hết rồi. Rồi hồng áo body này cho em luôn 60 mọi người. Hồng 60. Ai lấy hồng chốt giùm em luôn mã hồng 60 nha. Hồng 60 40 đến 55 cân. Ai lấy hồng chốt hồng nè. Đầm năm nay 99 ngày, chị nào lấy thì chốt đơn giùm em ha. Dễ thương quá trời luôn á. Rồi sữa nó mặc nhau thay cừu giùm em luôn 35.000. Sữa nó mặc nhau thay cừu cho em luôn 35.000. Chị nào lấy sữa nó mặc thì chốt giùm em nha 35.000 nha. Rồi sữa nó mặc, sữa nó mặc cho em luôn 35.000. Chị nào lấy chốt nè. Ai lấy sữa nó mặc nhau thay cừu thì chốt nha mọi người 35.000 giùm em nha. Rồi kích mí em còn hộp đó chị 25.000. Kích mí 25.000 em còn hộp nè. Còn 2 hộp. Kích mí 25.000. Chị nào lấy kích mí chút hả? Kích mí 25. Kích mí 25. Rồi chị xé này dùm em luôn với chị. Chị xé 15.000 một cây. Chị xé kẻ chân mày cho em luôn 15.000 một cây nha. Chị nào lấy chị xé chút dùm em luôn. Mã chị xé nè. Kẻ nước em như hết. Rồi chị xé kẻ chân mày cho em luôn 15.000. Rồi kem body mềm này dùm em mấy trời ơi. Rồi kem body mềm này chị nào lấy chút dùm em nha. Kem body mềm 200cc 145. Body mềm 200cc 145. Ai lấy body mềm chút dùm em luôn body mềm nè. 200cc 145 dùm em ha. Nhau đi cừu 35 cho hình thiện. Ở dưới nó còn mấy chai nước hoa đem đây. Nước hoa người, nước hoa gì? Kết mí này cần thiết lắm á. Makeup là phải cần cái kết mí này đó mấy chị. Rồi len cho em luôn là mặt nạ nè. Rồi cao nghệ này giùm em luôn á chị, đặc điểm mụn chị Thâm. Rồi cao nghệ cho em luôn 35.000 sale luôn. Cao nghệ 35.000. Chị nào lấy cao nghệ chút giùm em luôn cao nghệ nha mọi người 35.000. Cao nghệ 35 chị nào lấy chốt tẩy trang bông tẩy trang đây đây luôn. Rồi máy xông thơm tinh dầu giùm em luôn 50. Máy xông thơm tinh dầu cho em luôn 50. Chị nào lấy máy thơm thì chốt máy thơm xông tinh dầu mấy chị, máy xông tinh dầu cho em luôn 50 xả luôn. Rồi cái bộ kệ gia vị này giùm em mấy chị ơi. Kệ gia vị nè. Cao nghệ 35 luôn là dành cho da mụn da thâm á, chị nào mà bị mụn bị thâm thì dùng cao nghệ đi mấy chị. Sale luôn cho chị luôn 35.000. Trần Hiền. Rồi lên cho em luôn cái kệ gia vị mấy chị, kệ gia vị nè. Rồi kệ gia vị nha, lấy chị dù đây nay luôn, dù mưa nắng giờ bán được nè. Rồi mã kệ gia vị y hình này giùm em mấy chị ha. Chất của nó là chất nhựa cực kỳ chắc chắn luôn mấy chị ơi, đảm bảo luôn. Rồi kệ gia vị cho em luôn 85.000. Kệ gia vị cho em luôn 85.000 ha, chút mã kệ gia vị này giùm em nha, 85 nè. Rồi nước tẩy trang này giùm em luôn mấy chị, 75.000 một chai 500ml. Nước tẩy trang 75.500ml. Lấy cho chị mấy cái miếng bỏ chứng minh nhân dân rồi đó nên xèo đợi. Chị nha khoa lại đây. Bằng cá nhân. Cái nào hôm qua mình chưa like, hôm nay mình lấy mình like chứ hôm qua like rồi like lại. Đôi khi khách cũ người ta mua rồi. Rồi nước tẩy trang cho em luôn 75.000 mấy chị, 500ml nha mọi người. Nước tẩy trang cho em luôn 75.000 nè. Trời ơi, bông tẩy trang mấy chị nguyên một hộp 1.000 miếng em bán mấy chị 50.000 thôi. Có hộp sẵn luôn mấy chị sử dụng nha, rất là vệ sinh. Có hộp sẵn cho mọi người luôn, không có bị bụi mấy chị. Một chai tẩy trang nhà Nguyễn Hoàng An Nhiên, ok chị có rồi chị. Kệ dép hết hàng rồi chị ơi. Qua treo mấy cái bộ này lên gọn vô đi, lấy móc rồi treo lên. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. Bông tẩy trang 1.000 miếng 50 hộp. Bao xài tiết kiệm cho mọi người luôn. Nước tẩy trang 75.500ml nha mọi người. Ai lấy nước tẩy trang thì chốt giùm em ha, 75.500ml. Kệ dép bên em đang hết hàng mất rồi. Vài bữa nó mới có chị ơi. Rồi cái miếng bỏ chứng minh nhân dân cà vẹt xe nè.
thẻ căn cước đồ các kiểu mấy chị, rồi em xem mấy chị luôn 1000 miếng nha. Nè chị nào lấy miếng thẻ này chốt thì mấy chị ha, thẻ 1000 miếng. Chị nào lấy mấy thẻ thì chốt. Mấy chị đựng vô cái này nó nửa nước ngon có rớt xuống này này kia nó bị vấn đề gì mấy chị. Bỏ thẻ căn cước này, chứng minh này, thẻ ngân hàng rồi đó mọi người. Cà vạch xe rồi đó. Rồi lên cho em luôn thẻ 1000 một miếng. Chị nào lấy thẻ chốt thẻ giùm em luôn 1000 một miếng nha. Rồi thẻ giùm em luôn 1000 một miếng, chị nào lấy chốt nè. Rồi mã dù này cho em luôn mấy chị, ai lấy mã dù chút giùm em luôn mã dù. Dù ơi mấy chị ha, dù to dày nha, 65.000 mã dù. Ai lấy mã dù chút giùm em luôn dù mấy chị. Dù là phôn to mấy chị, dày dặn luôn nha, 65.000. Ai lấy dù chút dù 65. Rồi lấy thẻ này chút thẻ giùm em nha mấy chị nha. 1000 một miếng mọi người ơi, tiện lợi lắm á. Nước tẩy trang, bông tẩy trang luôn nha chị, tô tô nè. Nước tẩy trang 75.000 một chai 500ml. Bông tẩy trang 1000 miếng có hộp luôn mà em bán có 5 có 50.000 một hộp bông tẩy trang à. Chị nào lấy bông tẩy trang thì chốt nha mọi người. Rồi dù 65 luôn nha chị Phan Nhung này, dù này đi nắng đi mưa thì nói chung là bao thịnh hành luôn ha. Ai lấy dù chút thêm dù giùm em. Rồi sữa nó mặt vitamin A giùm em luôn 40.000 còn chai duy nhất nha. Nước bông tẩy trang cho chị luôn, một hộp bông tẩy trang á, cái hộp cho chị Nguyễn Hoàng An Nhiên Gá nè. Rồi sữa rửa mặt vitamin A mấy chị còn đúng một lọ à. Em xem mấy chị 40.000 nha. Sữa rửa mặt vitamin A giùm em luôn 40.000 nè. Rồi sữa rửa mặt gạo giùm em luôn 35 mấy chị. Sữa rửa mặt gạo cho em luôn 35.000 nè. Rồi tiếp giùm em ai lấy dù chút thêm dù nha, dù em như có nha. Rồi cái này hàng em ít nhà nào cũng cần luôn mấy chị. Chỉ nha kho 20.000 một hộp 50 cây. Bao rẻ luôn mấy chị, mà xài này nó không bị thưa răng nha mấy chị ha. Đó, vệ sinh nữa mà hả, nhìn nó cao cấp quá mấy chị. Rồi lên cho em luôn cái này. Lấy khẩu trang luôn chị xe luôn em ơi. Rồi, cái này chốt dùm em luôn mấy chị. Chỉ nha khoa một hộp 50 cây. Bộ đó lỗi rồi má ơi. Lấy bịch bỏ vô. Rồi dù luôn nha chị Tinh Thi nè, 65 nè. À lấy dù chút thêm dù. Chỉ nha khoa giùm em á chị. Một hộp có 20.000 là 50 cây. Mấy chị về xài thử đi, chị nha khoa này xài được là mấy chị ghiền luôn á. Không có hết xài chứ mấy cái tâm bình thường luôn á mấy chị. Nha khoa 20.000 một hộp 50 cây nha. Chị nào lấy chỉ nha khoa thì chốt giùm em nha mọi người nha. Dù em như còn á, chỉ nào có lấy dù chút thêm dù giùm em đi, 65.000 cho em mấy chị rồi. Dù nắng mưa gì mấy chị đều xài được đó. Bây giờ là có đi đám cưới đám tiệc gì đó mình xài nha mấy chị nha. Rồi lên cho mọi người luôn cái này. Rồi nước hoa mini em còn 2 chai này. Nước hoa mini cho em luôn ha, 19.000 chai đi. Nước hoa mini cho em luôn 19.000, em như còn 2 chai à. Nước hoa mini cho em luôn 19.000. Chị nào lấy nước hoa mini thì chốt nha mấy chị, 19.000 giùm em ha. Còn 2 chai thôi, chị nào lấy chốt nè mọi người. Cái này đi đâu bỏ túi xách túi quần gì đó mấy chị rồi xài. Xịt hoài luôn, thơm hoài luôn mấy bà ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, băng cá nhân 100 miếng 32.000. Nguyên một hộp. Nước hoa mini một chai luôn mấy chị Nguyễn Hòa An Nhiên nè. Nước hoa mini em còn chai nữa, chị nào lấy chốt nha. Rồi bông cá nhân, băng cá nhân mấy chị 100 miếng 32.000. Chị nào lấy băng cá nhân thì chốt nha, 100 miếng 32.000. Băng cá nhân, chị nào lấy thì chốt luôn giùm em Nhi nè. 100 miếng mấy chị mà có 32.000 thôi. Cái này cần thiết nè, để nhà có làm gì làm mấy chị, rồi cần thiết gì cần thì dùng. Băng cá nhân 32 luôn cho Trần Hiền nè. Nước hoa mini em còn chai, chị nào lấy ủng hộ luôn giùm em nha. Nước hoa mini em còn chai, chị nào lấy chốt nè. Nước hoa mini em còn một chai 19.000, ai lấy ủng hộ giùm em. Xếp vô. Rồi lên cho em luôn là dao cạo chân mày 1 set 3 lưỡi 25.000. Dao cạo chân mày 1 set 3 lưỡi 25.000. Ai lấy dao cạo chút, dao cạo còn có cái không mấy bà.
băng cá nhân này cho chị Khánh Hạnh Nguyễn là 32 nè. Rồi lên cho em luôn là khẩu trang 3D mấy chị, 100.000 ba hộp sale luôn. Khẩu trang 3D mát mấy chị, 100.000 ba hộp. Xíu nữa bên em gọi lại cho chị nha. Hình như nằm có vuông chị còn chưa lên á. Để chị vô chị thấy cái mẫu đó chị bán. Dù 65 màu em cầm ok chị. Màu em cầm mấy chị, nãy giờ em cầm chứ em đâu có kịp cổ đâu. Rồi nước hoa mini còn chai mấy chị, cực kỳ thơm luôn. Blue nha. Nước hoa mini còn chai mấy chị, 19.000. Chị nào lấy chút đơn giùm em mấy chị. Nước hoa mini em còn chai 19.000. Ai lấy chút luôn giùm em nè. Rồi khẩu trang 3D mấy chị, 100.000 ba hộp. Trời ơi là trời, bao rẻ luôn mấy chị. 3D mát nha mấy chị, hàng Yumi nha. Hàng mà da mấy chị đeo ha, hạn chế là dây giãn cho mấy chị luôn. Rồi 3D 100.000 ba hộp giùm em mấy chị, khẩu trang 3D 100.000 ba hộp. Chị nào lấy khẩu trang 3D thì chốt giùm em nè. Rồi lên tiếp mấy chị luôn, khẩu trang y tế bên em 100.000 bốn hộp cho mọi người luôn. Giá nó chỉ áp dụng trên live em sale thôi, còn ghé shop em vẫn bán giá bình thường nha mấy chị nha. Rồi cái này chốt giùm em nè. Y tế 100.000 bốn hộp mọi người. Khẩu trang bốn lớp giùm em nha. À lấy y tế chút giùm em, y tế với chị 100.000 bốn hộp. Rồi lên cho mấy chị luôn, chai nước hoa gấu này mùi đã lắm luôn nè, mà dễ thương nữa, 75.000. Nước hoa gấu cho em luôn 75.000, chị nào lấy chốt ha. Nước hoa gấu cho em luôn 75.000, chị nào lấy thì chốt giùm em nè. Đó, chai nước hoa này cực kỳ là dễ thương luôn. Nhìn cưng quá mấy chị, dễ thương ha. Rồi nước hoa gấu cho em luôn 75.000. Chị nào lấy nước hoa gấu thì chốt giùm em luôn 75.000, em còn 2 chai à. Nước hoa gấu 75, chị nào lấy thì chốt giùm em ha. 2 chai duy nhất. Rồi khẩu trang 5D mấy chị, 15.000 hộp. 5 hộp 69.000. Lên cho em luôn là khẩu trang 5D. Khẩu trang 5D giùm em mấy chị ơi, 19.000 một hộp. Khẩu trang 5D 19.000 một hộp. Chị nào lấy chốt luôn giùm em nha. 5 hộp là 69.000. Chị nào lấy khẩu trang 5D thì chốt nè. Rồi y tế nhỏ giùm em mấy chị, 28.000 một hộp. 50 cái. Khẩu trang y tế nhỏ mọi người, một hộp 50 cái 28.000. Từ 4 cho tới 7 tuổi thì mấy chị mang vừa ha. Từ 4 cho tới 7 tuổi. Cắm gỗ khác đi, gỗ nó lỏng thì mình cắm một cái khác. Gì ta? Hoàng Đăng Phùng Minh em động ra ta. Cho 32 hộp sao chị? Dù Phương Thảo có chị ơi. Rồi cái F94 xanh xám trắng luôn, 50 cái 50 luôn. Chị nào lấy cái F94 thì chốt thuộc em nha. Mọi mùi mua gì nữa em lên cho đủ đơn đi đơn luôn mấy chế ơi. Chị lấy gì? Cho hai hộp của Trang. Của Trang gì mới được chị? 3D y tế hay là 5D là cái loại gì? Một hộp bao nhiêu cái? Chị đang hỏi cái gì em không biết gì em trả lời luôn á. Chị hỏi là y tế hay là 3D hay là cái gì? Cái bên tư 50 cái đó là Nguyễn Hoàng An Nhiên 50. Y tế 100.000 ba hộp. Một hộp y tế là 50 cái nha. Rồi 3D. 3D thì 100.000 ba hộp, một hộp có 50 cái luôn. Còn cái 5D này nè là 15.000 một hộp 10 cái. Chị nào lấy khẩu trang thì chốt giùm em ha. Ba D đúng không? 3D là 100.000 ba hộp, một hộp là 50 cái.
chị mới lấy mấy hộp. Nghệ đắp mặt có chị Cao Nghệ, Cao Nghệ 35.000 hũ, xe chị luôn. Xuống lấy cho chị cái Nghệ đi, cái Cao Nghệ đi, hộp mầm còn hộp này đưa cho chị luôn. Xuống lấy mấy chị dầu đây thì chị sale luôn nha. Rồi, khẩu trang 3D nhỏ mấy chị, 3 hộp 101. Khẩu trang 3D nhỏ giùm em nha, 3 hộp 101. 3D cho em 1 hộp. 1 hộp là 39.000 nha chị nha, còn 3 hộp là 100. Khẩu trang y tế màu xanh 2 hộp cho chị Nguyễn Vy. 1 hộp là 39.000, mua 3 hộp là 100. Rồi lấy 1 hộp cho chị nha. 1 hộp 3D cho Hoàng Đăng. Cái gì vậy? Cái đó cái gì vậy? Ai đặt cái đó mà em lấy? Rồi cái này chốt giùm em luôn đó chị. Cái này khẩu trang 3D nhỏ mọi người 101.000 3 hộp. 1 hộp 50 cái. Nhỏ này từ 4 tới 7 tuổi đó mấy chị xài được nha. 3D nhỏ mấy chị 101 3 hộp. Đây chị, đây đưa đưa. Rồi Cao Nghệ nè. Cao Nghệ là chị Phương Thảo ơi. Rồi 1 hộp 39 cho Hoàng Đăng. Nè 3D 1 hộp cho Hoàng Đăng này. Lấy 2 y tế xanh. Rồi cái này chốt giùm em luôn á chị ơi. Cao Nghệ nè, chị nào hỏi ta. Rồi Cao Nghệ được dùng cho 39, mụn thâm. Chị nào mà hay bị mụn bị thâm này là chốt nè mấy chị. 35.000 1 hộp Cao Nghệ mấy chị. Mặt nạ Cao Nghệ nha, 1 tuần đắp giùm em 3 lần. Rồi Cao Nghệ cho em luôn mấy chị 35 nè. Cao Nghệ 35 mua cho Phương Thảo, dành cho da bụng và da thâm nha. Rồi bông tẩy trang này cho em luôn 40.000 một cây. Chị nào lấy bông tẩy trang chốt bông tẩy trang giùm em mấy chị 40.000 một cây. Bông tẩy trang 40.000 một cây. Rồi mầm em Nhi còn hũ nè. Rồi mầm tăng vòng 1 giùm em luôn, em Nhi còn hũ mấy chị. Mầm tăng vòng 1 nè. Điều hòa nội tiết tố cho mấy chị này, giảm khô âm đạo nè. 55.000 một hộp nửa ký giùm em ha. Chị nào lấy mầm chút mầm mấy chị 55.000 một hộp nửa ký. Ai lấy mầm chút mầm giùm em 55.000 một hộp nửa ký giùm em nha. Mầm 55.000 một hộp nửa ký mọi người. Ai lấy mầm chút mầm. Còn đúng một hộp duy nhất thôi à. Rồi cái gương này dễ thương lắm mấy chị, vừa gương vừa lược 25.000 giùm em ha. Biết không? Uyên á, Uyên lấy nha. Ghi vô sổ nó nói ai hợp với ta. Rồi vừa gương vừa lượt giùm em luôn 25.000 nha. Chị nào lấy chốt gương với lượt 25.000. Gương lượt 25.000 mọi người. Cái này họ bỏ túi xách đi đâu nó cũng dễ thương. Kem body có đâu chị, kem body mềm 200 bán cho mấy chị 145.000. Kem body mềm nha, 200 bán luôn cho chị 145.000. Chị nào lấy kem body mềm thì chốt giùm em 200, sale luôn 145. Cao Nghệ 35. Rồi kem nấc chân giùm em luôn mấy chị. Chị nào mà hay bị nước ăn chân này, đó mùa lạnh đồ người kia là mùa mưa đôi khi bị nấc gốc chân này. Chị nào lấy kem nấc gốc chân này giùm em luôn mấy chị 15.000. Kem nấc gốc chân giùm em luôn 15.000. Hoặc là mẹ cha mình hay đi làm ruộng làm nương hay gì đó mà hay tiếp xúc với nước á mấy chị, hay lỡ lép chân này, nấc chân này, đó chốt này giùm em ha. Kem nấc gốc chân 15.000 mấy chị. Kem nấc gốc chân giùm em luôn 15.000. Rồi lên cho mấy chị luôn dầu nóng hay mấy chị. Ông quên. Dầu Thái Châu Đốc 35.000 chai lớn em xe mấy chị luôn 15.000. Dầu nóng Châu Đốc giùm em luôn 15.000 mấy chị. Dầu nóng Châu Đốc em xe cho mấy tình yêu mình luôn với giá là kem nước cốt chân hay hũ cho Trần Hiền. Cái này mấy chị thài thủ đi, rất là hiệu quả luôn. Em còn có 4 hũ em sale đại luôn 15.000 đó. Rồi cái này chốt luôn giùm em nè. Dầu nóng hay, dầu nóng Châu Đốc mấy chị nha. Chai này chai lớn, bình thường mấy chị ra tiệm thuốc tây mấy chị mua giá là 35.000 một hộp. Em nghe bán sale mấy chị 15.000. Dầu Thái 15.000 kèm số điện thoại chốt đơn giùm em mọi người ơi. Dầu Thái 15.000 kèm số họ chút em, chút đơn giùm em nha. Ai lấy dầu Thái chút dầu Thái. Dầu Thái vàng đó mấy chị xài ok lắm. Rồi kem. Kem tẩy lông.
kem tẩy lông body, lông tay, lông chân. Muốn tẩy lông gì thì mấy chị tải nha mọi người nha. Rồi, kem nước bút chân 15 luôn cho An Nhiên. Còn tiếp nữa mấy chị, ai lấy kem nước bút chân thì chú. Rồi, tiếp dùm em luôn cái này mấy chị ơi. Dầu thái 15 cho Phương Thảo chơi. Dầu thái 15 ngày chị nào lấy chú. Shop chị đóng cửa trước 7 giờ tối nha em ơi. Rồi cái này chú dùm em luôn mấy chị. Tẩy lông toàn body 50.000. Tẩy lông toàn body cho em luôn 50.000. Chị nào lấy tẩy lông chút dùm em luôn tẩy lông nha. Toàn body cho em luôn 50. Tẩy lông 50. Ai lấy tẩy lông chút dùm em luôn tẩy lông 50. Còn mấy dép mai trong nhà đem xuống nha. Chị sale luôn nha hết luôn. Tẩy lông 50 chị nào lấy chút dùm em nha. Tẩy lông 50. Rồi dầu xăm dùm em luôn 9.000 một chai. Dầu xăm cho em luôn 9.000 một chai. Ai lấy dầu xăm chút dầu xăm mấy chị 9.000. Dầu xăm nha. Dầu xăm cho em nghe luôn 9.000. Dầu xăm 9.000 chị nào lấy chốt cho em ha. Ai lấy dầu xăm chút dầu xăm 9.000. Cái này có ai đặt đâu. Để xem mấy cho em hết. Đó. Dầu lấy dầu ngoài. Có 200.000 ha. Là thấy vậy. Dầu thái 215.000 cái lấy cho chị Đỗ Khánh. Mệt ghê luôn á, thiệt có chứ. Chị nào lấy kem nước cốt chân nữa thì chốt ha. 15.000 lận. Rồi dép mang trong nhà là 75.000 đô em sale lỗ mấy chị luôn 50.000. Dép mang trong nhà cực kỳ em chân luôn á mấy chị. Dầu thái một loại luôn nha chị Hướng Dương 15. Rồi tiếp giùm em luôn chiếc đỏ mang trong nhà rất là dễ thương luôn. Giúp lông cực kỳ êm chân. Rồi giúp đỏ cho em luôn 50.000 mọi người ơi. Giúp đỏ 50 nha. Chị nào lấy giúp đỏ chút cho em luôn giúp đỏ 50. Giúp đỏ cho em luôn 50. Chị nào lấy giúp đỏ chút giúp đỏ 50. 75.000 em xem với chị luôn 50. Em nhập vô là hình như năm mấy 60. Vì em xem với chị luôn 50 luôn còn có 4 đô. Rồi lên cho em luôn là giúp xám 50. Dễ thương lắm. Dép xám cho em luôn 50. Mang nó em chân đã lắm mọi người. Rồi dép xám cho em luôn 50. Chị nào lấy chút đơn dùm em nhé. Dép xám 50, dép đỏ dùm em luôn 50. Cái này dép mang trong nhà mấy chế ơi. Dép xám 50, dép đỏ 50 dùm em nha. Dép mang trong nhà rất là dễ chịu luôn. Rồi dù này chị nào lấy có chút thêm cho em Nhi nè mấy chị. Dù bên em là phân to nhưng mấy chị dù dày dặn luôn ha. 65.000. Chị nào lấy dù chút dù cho em luôn 65.000 nha mấy chị ha. Mãi dù 65. Chị nào vào sau chưa chút thì mãi dù chút mãi dù cho em nè. Lấy chị khăn khô khăn ướt đi. Còn hàng gì đem bên đây bé ơi. Rồi cái này chú dùm em luôn mấy chị. Thẻ đựng căn cước nè à, thẻ ngân hàng đồ này kia các kiểu nè. Em bắt xe mấy chị 1.000 một miếng. Rồi thẻ cho em luôn thẻ à. Rồi thẻ 1.000 một miếng. Chị nói thẻ chút thẻ dùm em nha mấy chị. Cái miếng bọc này bỏ thẻ ngân hàng nè. Căn cước nè. Rồi thẻ cho em luôn 1.000 một miếng. Chị nào mà chưa mua đó thì chốt. Rồi sữa rất là gạo cho em luôn 35.000. Sữa rất là gạo cho em luôn 35.000. Chị nào lấy sữa rất là gạo thì chốt giùm em luôn 35.000 nha mọi người nha. Sữa rất là gạo 35 nè. Đó. Sữa rất là mặt bò giùm em luôn 35 nè. Ai lấy sữa rất là mặt bò chốt giùm em luôn. Sữa rất là mặt bò này 35.000 nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi. Túi lọc rác nha mấy chị ha. Để ngay cái chỗ mà mình hay rửa chén á, mình lồng vô mà cái đồ mà lọc rác á mấy chị. Túi lọc rác giùm em luôn 100 túi 15.000. Túi lọc rác giùm em 100 túi 15.000. Chị nào lấy túi lọc rác thì chốt giùm em nha. 100 túi 15.000 cho em đi mọi người ơi. Chị nào lấy túi lọc rác thì chốt giùm em nha. 100 túi 15.000. Túi lọc rác 100 túi 15.000 sale luôn. Rồi lên cái này cho em luôn mấy chị. Khăn giấy ướt cho mấy chị ha. Cái này là khăn giấy ướt không mùi dùm em nha mấy chị. Cho Barbie xài cũng rất là ok luôn. Rồi màu đúng rồi nãy một màu thôi. 120 tờ.
Rồi khăn ướt không mùi mấy chị 120 tờ một bịch như thế này nè. Đó, chị nào mua lẻ là 25.000 một cục. Còn chị nào mua 5 cục em tính sỉ cho 17.000. Dây ướt giùm em luôn 17.000. 5 cục. Thu Thảo hôm qua cho số mà sai. Gọi gặp cái ông nào đúng không? Gọi gặp cái ông nào ông kia sai số. Rồi dây ướt giùm em 120 tờ một cục nha mấy chị nha. 25.000 chị nào lấy 5 cục em tính cho 17 thôi. Rồi dế khô này cho em luôn mấy chị, dế khô Vietnam Airlines 15.000 một cục. Dế khô Vietnam Airlines 15.000 một cục. Chị nào lấy dế khô chốt dế khô nha. Dế khô Vietnam Airlines 15.000 một cục. Rồi dế gấu trúc này dùm em luôn mấy chị, cái này quá trời. 2, 4, 5, 5, 2, 4 là 20. Rồi nguyên một cái bịch giấy gấu trúc này dùm em luôn mấy chị ơi, 20 cục mà không lỗi nha, bao xài cho mấy chị luôn 60.000. Chị gửi đây số gì cho em lại số điện thoại của chị coi, hôm qua gọi là gặp công nào kia sai số. 3 bộ là ngủ chứ chai chống nắng em còn nhớ mà. Rồi gặp công nào cũng kêu không có ai mà Thu Thảo gì hết á, sai số rồi. Rồi giấy gấu trúc dùm em luôn 60.000 mấy chị, 20 cục không lỗi nha. Mà chắc giá này chắc giấy dai mấy chị ha, xài sướng lắm. Cho lại số đi bạn ơi. Ba cái bộ đồ ngủ với lại một cái chai chống nắng. Rồi tẩy lòng máy giặt giùm em luôn 35.000 một bịch mọi người ơi. Tẩy lòng máy giặt cho em luôn 35.000 một bịch ha. Chị nào lấy tẩy lòng máy giặt thì chú giùm em nha. Giấy gấu trúc 60.000 cho chị ốc tiêu. Trời ơi chị xài thử cái giấy gấu trúc này chị riêng luôn á chị. Ở nhà em Nhi cũng xài cái giấy đó nè. Nó dai nha. Nó chất giấy nó cực kỳ dai luôn mà dày dặn nữa mà không lỗi. Ôi trời ơi luôn á. Osaka ghé lấy 60. Xài thích lắm chị. Dế khô 15 luôn chị An Nhiên nè. Ghé hết nè. Rồi tẩy lòng máy giặt cho em luôn 35.000. Tẩy lòng máy giặt cho em luôn 35.000. Chị nào lấy chốt ha. Tẩy lòng máy giặt cho em luôn 35.000. Chị nào lấy ủng hộ giùm em nè. Thu Thảo nè. Tôi coi số bà coi. Rồi sai một số. Ủa sai nhiều số luôn á. Hôm qua mà cho tôi có số gì à, 0366299657. Rồi giờ bà lại cho số khác nè. À, rồi bỏ đơn của chị đó vô đi xíu gọi là chốt đơn. Ma có bộ đồ ngủ sexy với lại cái chai chống nắng. Ủa sao số gì khắc quất hôm qua vậy bà? Chết tôi. Một bộ 42. Nó đâu, hôm qua làm gì mà cho số này. Hôm qua cho số gì 0366 299657 nè. Rồi em nghĩ nha mọi người ơi, chị nào có đơn giữ máy thì bên em gọi điện chốt đơn nhé. Em nghĩ nha mấy chế đẹp. Mấy chị giữ máy cho bên em gọi điện chốt đơn nha. Bye bye mọi người. Mấy chị bấm theo dõi trang bay đi, khi nào like em thông báo cho mấy chị hay ha.